Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các huynh đệ thân mến, hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên do chương trình huấn luyện về lý tưởng Phật Pháp. Thầy xuất gia vào năm 1984, và trước đó thì có gần 2 năm là cư sĩ công quả tu học. Thì vào thời điểm đó việc xuất gia là khó khăn, cho nên phần lớn các chùa là xuất gia chui. Do vậy phải đợi thời điểm thích hợp thì mới có thể xuất gia được. Đó là giai đoạn khó khăn còn lại mà tất cả các vị tu học đều gặp phải những trở ngại giống như nhau. Cho đến thời điểm hiện nay là gần 30 năm. Một phần học được kinh nghiệm của các bậc thầy tổ và cao đức đi trước, một phần đúc kết từ các kinh nghiệm Phật sự bản thân. Cứ mỗi chủ nhật hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều thì cố gắng sinh hoạt với tất cả các huynh đệ để cho tất cả thầy trò hiểu được nhau và nắm được lý tưởng như là phương pháp Phật sự của nhau, thì về sau này việc làm đạo đó mới có thể được thành công lớn, có nhiều giá trị. Các đệ tử ni thế thì hiện tại phải gặp những khó khăn và thiệt thòi nhất định, vì cho đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có được một chùa dành cho chư ni. Do vậy các vị phải tá túc tu học ở các chùa ni thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà việc huấn luyện nền tảng Phật học và Phật sự đó theo mô hình của thầy thì cũng có những trở ngại. Còn các vị đệ tăng đó thì được thuận lợi hơn. Cho đến thời điểm hiện nay nếu tính phần xuất gia thì cũng khoảng gần được 20, nhưng mà còn lại đó chỉ khoảng 60% thôi. Cái quy luật đào thải bên tăng nó tương đối là nhiều, do vậy thì cần phát triển lý tưởng Phật pháp thì sau này đó chúng ta mới có thể làm được nhiều Phật sự. Thì nhờ các Phật sự đó đó mình cảm thấy cuộc đời tu học nó có giá trị, do vậy có thể vượt qua được rất nhiều các trở ngại và thành công trên con đường tâm linh. Trong loạt bài xây dựng lý tưởng Phật pháp đó, thì trước nhất thì sẽ nói về đạo Phật của tôi như một hình thái nhìn đạo Phật qua lăng kính của chính mình. Sở dĩ dùng lăng kính là vì có thể đó là một đạo Phật do bản thân thành qua quá trình tu học cảm nhận, và mong mỏi các đệ tử xuất gia và tại gia đó cùng góp sức để xây dựng cho một đạo Phật đó. Trong bài này đó thì sẽ nói về bốn phương diện chính
Thứ nhất là đạo Phật lịch sử, thứ hai đó là nhu cầu về giáo hội, thứ ba đó nhu cầu về tu sĩ, và thứ tư đó là các Phật tử. Về phần thứ nhất, thầy chủ trương trở về với một đạo Phật gốc, vốn rất là khác và vượt lên xa các đạo Phật thuộc về sơ môn pháp phái được truyền bá tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đạo Phật lịch sử này đã lấy Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, làm hệ quy chiếu, vốn rất khác với đạo Phật của Đại Thừa phát triển, lấy nhiều Đức Phật khác nhau, và các Đức Phật khác đó mang tính biểu tượng và triết lý nhiều hơn là những sự kiện lịch sử có thật ở trên hành tinh này. Điều 1, cuộc đời Đức Phật. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch, đến năm 29 tuổi mới chính thức xuất gia. Sau gần một năm lập gia thất dưới sức ép của vua Tịnh Phạn và hoàng thân Quốc Thích để tìm người nói giỏi ngai vàng, sau 6 năm khổ hạnh, Đức Phật đã phát hiện ra con đường tâm linh đó chỉ là giới cấm thủ, tức là một hình thái cường điệu hóa vai trò của khổ hạnh ép sát và những phong tục tập quán của Bà La Môn giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ. Cái gì mang tính cường điệu, cái đó không có thật. Từ một nhà chính trị bỏ ngôi vua trở thành một nhà khổ hạnh tâm linh, Đức Phật đã chói sáng trong bầu trời của triết học và tôn giáo Ấn Độ lúc đó. Ngay thời điểm Đức Phật phát hiện ra con đường khổ hạnh là không có giá trị, thì đồng lúc ấy Ngài cũng đã phát hiện ra con đường trung đạo, lối giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, chủ trương không lụy dục, tức là hưởng thụ các khoái lạc giác quan, và không đi đọt cơ thể qua khoa ép sát. Ban chánh đạo đó nó mở ra một phương trời mới cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và của Ấn Độ nói riêng. Đức Phật thành đạo vào năm 35 tuổi dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Sau khi giác ngộ đó, thì các nhà nghiên cứu lịch sử và dân bản học của Bali đã khẳng định 7 tuần lễ đầu Ngài không rời khỏi khu vực giác ngộ. Tuần lễ 1, trải nghiệm Niết Bàn mà Ngài vừa khám phá. Thầy thích dùng cái từ trải nghiệm chân lý và đánh giá lại chân lý trước khi công bố đó. Đó vừa là một trách nhiệm và vừa là một thái độ rất cẩn trọng. Nhờ đó con đường lăn bánh xe pháp của Đức Phật trở nên thuận lợi hơn. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật đứng cách cây Bồ Đề khoảng 150 mét. Tỏ lòng biết ơn sự che mưa chở nắng, và giờ đó Ngài có được cơ hội thiền chỉ, thiền quán một cách miên mật, khám phá chân lý, giác ngộ thành Phật. Và tại địa điểm này, Đức Phật đã thành lập ra học thuyết 4 trọng ân: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn chúng sinh. Rồi từ đó một đạo Phật nhập thế, đạo Phật vì con người,
thay thế các hình thái tôn giáo mang tính nhất thần hoặc đa thần. Tuần lễ thứ ba thì Ngài thành lập ra thế giới quan và nhân sinh quan qua động tác biểu tượng đi 18 bước chân sen bên cạnh cây bồ đề suốt cả 7 ngày liên tục. Thế giới theo Đức Phật đó, thì gồm có 3 con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng nhận thức và 6 nhận thức giác quan. Toàn bộ vận hành của thế giới này không thoát khỏi bộ chân vạc, 6 giác quan, 6 nhận thức giác quan và 6 đối tượng giác quan. Có thể được diễn đạt bằng 3 khái niệm. Vật chất, nhận thức và thái độ nhận thức thôi. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật tuyên thuyết về nền tảng của thuyết duyên khởi theo công thức rất đơn giản: cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này hòa diệt, dẫn đến sự hòa diệt của cái khác. Vì là công thức rộng quá nên ta có thể thay đổi vế cho nhau, dẫn đến sự thiên biến vạn hóa trong vũ trụ. Cái này sinh dẫn đến cái khác hòa diệt cũng có, cái này hòa diệt dẫn đến cái khác được sinh cũng có. Đó là tác động nghịch chiều ngoài và bên cạnh các tác động thuận chiều. Và đây chính là học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật, thay thế các học thuyết nhất nguyên, dầu nhất nguyên đó là của duy vật, duy tâm hay duy thần hoặc là duy quá khứ. Tuần lễ thứ năm cách cội bồ đề khoảng 120 mét, Đức Phật phân tích về học thuyết nhân quả đạo đức, và Ngài đã nói rất ngắn gọn: con người xã hội gồm các vai trò vị thế nghề nghiệp khác nhau là do tự do ý chí, tức là tác ý chetana. Mọi áp định về định chế xã hội theo tôn giáo đều là một sự áp đặt, hãy để cho con người tự chọn lựa lấy nghề nghiệp của mình. Và đây chính là học thuyết xóa sổ toàn bộ thuyết định mệnh, số phận an bài của đạo Bà La Môn và các tôn giáo nhất thần. Tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật đi cách cội bồ đề khoảng 300 mét, ngồi giữa một cái nơi rất là hoang vắng. Suốt tuần lễ đó thì trời mưa sấm sét tầm tã, Đức Phật vẫn ngồi yên bất động. Lúc ấy thì có một con rắn mù đã xuất hiện và dùng cái đầu thật to của nó che mưa nắng cho Đức Phật, như một biểu tượng rằng là khi làm các Phật sự đóng góp cho xã hội cộng đồng đó, thì đừng sợ các nghịch cảnh, tiếng sấm sét, mưa, giông, bão, nước, tượng trưng cho các lực lượng xấu, thành phần xấu, sự kiện xấu và nghịch cảnh tấn công. Rồi mỗi một người đó bằng cái biệt nghiệp và cộng nghiệp đó, có thể chiêu cảm ra các quyến thuộc bồ đề. Đây là khái niệm mà Đức Phật thường sử dụng trong các kinh. Cho nên nhờ các quyến thuộc bồ đề đó mà các nghịch cảnh sẽ được khắc phục và vượt qua. Tuần lễ thứ bảy đó, Đức Phật tiếp nhận phần cúng dường của hai vị thương gia Bà La Môn. Và tại địa điểm này Đức Phật thành lập ra nhị bảo, Phật bảo, tức Đức Phật lịch sử, chính là Ngài. Và Pháp bảo, tức là những lời dạy về minh triết và đạo đức Đức Phật cho hai vị thương gia đầu tiên này. Còn Tăng bảo đó
thì khoảng gần nửa tháng sau Đức Phật mới thành lập tại Sanat. Thì trong các kinh Đại Thừa đó, ta thấy có những mô tả là sau khi giác ngộ, Đức Phật thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm, nói về một nền minh triết sâu sắc về sự tương quan đa chiều của mọi sự vật hiện thượng, tức là một phần giải thích rộng về học thuyết duyên khởi và nhân duyên nói chung. Sau đó Đức Phật mới quay trở về thuyết giảng các kinh A Hàm, đáp ứng cho đối tượng nhân thừa, tức là những người phàm kẻ tục đang trong quá trình tu học. Lối lý giải về hệ thống thuyết giáo của Đức Phật như vừa nêu nó không được các nhà nghiên cứu Phật học chấp nhận vì mang tính áp đặt rất cao. Tại Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng từ nền Phật học Trung Quốc, nên phần lớn tiếp nhận học thuyết này một cách không có vấn đề. Sau 7 tuần thất kiểm định lại chân lý, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm về thiền của mình, Ara và Uddaka. Rất tiếc một người thì qua đời trước Đức Phật thành đạo một tháng, vị khác đó thì qua đời trước Đức Phật thành đạo một tuần. Đó là tình cảm ơn nghĩa mà Đức Phật đã thể hiện, và quan điểm ơn nghĩa đó đã được Đức Phật sử dụng nhất quán thành một học thuyết tri ân và báo ân, như là một biểu hiện văn hóa mà cũng là một biểu hiện đạo đức. Ngài nghĩ đến năm người bạn đồng tu và phải đi quốc bộ, đi trong chánh niệm, thì mỗi một ngày đi đó tối đa là khoảng chừng 20 cây số. Từ Bồ Đề Đạo Tràng hướng về Sanat đó, theo đường xe khoảng trung bình 250 cây số, đường chỉ bay có thể khoảng 201. Ngày xưa thì có lẽ là đi đường chim bay, đường vắng tắt nhiều hơn. Sở dĩ Đức Phật chọn địa điểm này đó, vì đó là nơi hoạt động tín ngưỡng tâm linh Bà La Môn giáo lớn nhất Ấn Độ lúc bấy giờ, do gắn kết với sông Hằng, một biểu tượng văn hóa và tâm linh của Ấn Độ giáo. Năm người bạn đồng tu thực ra là năm nhà chính trị của triều đình Sakya, được Đức Vua Tịnh Phạn biệt phái từng người một là vai trò thuyết khách, nhằm thuyết phục Đức Phật quay trở về làm vua. Các vai trò được biệt phái đó lần lượt bị thất bại, từ những người an ninh giám sát theo dõi Đức Phật, họ đã trở thành là những người bạn đồng tu và tu rất nghiêm túc, đến độ chấp vào khổ hạnh là phương pháp duy nhất để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Đức Phật đã nhắm đến họ vì tiếng nói của họ đại diện vừa là tiếng nói chính trị và vừa là tiếng nói tâm linh. Nếu độ được 5 người bạn đồng tu này đó, thì sự thành công của Đức Phật nó sẽ rạng rỡ hơn. Chính họ trở thành các loa phóng thanh về con đường tâm linh mới mà Đức Phật đã khám phá. Thì bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng tại Việt Nam đó không phải là một sự tình cờ, và cũng không xoay cái trọng tâm về đối tượng nghe là 50 năm Kiều Trần Dư. Đó là lần tuyên bố chân lý mà Đức Phật đã khám phá. Thì trong bài kinh này chúng ta thấy mấu chốt của vấn đề là thừa nhận nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, nghịch cảnh là một hiện thực. Khi xác định chúng là một hiện thực đó, thì thái độ và sự chuẩn bị tâm lý của chúng ta đã có sẵn rồi, cho người sẽ không rơi vào các trạng thái cường điệu hóa, thần linh hóa, mê tín hóa, hay là phớt lờ tức là thiếu trách nhiệm, hoặc cường điệu hóa nó khổ niềm đau lên.
Từ đó Đức Phật khích lệ quay trở về phân tích các nguyên nhân sâu xa dẫn ra phát khởi và làm lớn mạnh các bất hạnh. Thì theo tội giác của Ngài đó, chúng không thoát ra ngoài ba gốc rễ chính, đó là tham ái, nguồn gốc dẫn đến sanh tử; sân hận đó, nguồn gốc dẫn đến các bất hòa trong xã hội; si mê đó là nguồn gốc dẫn ra các vấn đề và các vấn nạn do thiếu tuệ giác. Thì có những vấn nạn nó liên hệ đến một trong ba, có những trở ngại liên hệ đến hai trong ba, và có nhiều vấn đề rắc rối lớn đó thì nó bao hàm cả ba: tham ái, sân hận và si mê. Thì cách thức Đức Phật nêu ra đó là quả xấu đưa lên trước để cho mọi người phải có trách nhiệm và phân tích nhân xấu để trừ nguyên gốc rễ của mọi khổ đau. Bước ba, Đức Phật buộc các đệ tử của Ngài thừa nhận Niết Bàn là một hiện thực, một mặt là đối lập, mặt khác là vượt lên trên. Tất cả các nỗi khổ niềm đau và các hạnh phúc mang tính giác quan đối lập với khổ đau. Niết Bàn là hiện tượng duy nhất được xem là vĩnh hằng, mang tính vô ngã, tồn tại bất biến, không mang tính điều kiện, không nên được đồng hóa với cảnh giới, định tinh, hành tinh, mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, ngày, đêm, không gian, nói chung và thời gian. Nó là trạng thái toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc, giống như vàng ròng đã được thanh lọc, từ quặng thì không có bị quay trở lại trạng thái bị tạp chất can thiệp xen lẫn như trước đây. Và con đường Đức Phật khẳng định là độc lộ, có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia, thế giới thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, là 8 yếu tố chân chính, và được gọi là bát chánh đạo. Trong quá trình truyền đạo của các trường phái Phật giáo tại Ấn Độ, trên dưới 20 bộ phái, 10 bộ phái của Phật giáo Trung Quốc, 14 bộ phái của Phật giáo Nhật Bản, thì 8 yếu tố này dần dà bị bỏ quên. Đó là một điều đáng tiếc. Vì bỏ quên phương pháp gốc mà Đức Phật đã khám phá, người ta có khuynh hướng biện hộ rằng là phải truyền bá một đạo Phật bình dân, một đạo Phật tín ngưỡng, để thu hút giới bình dân và tín ngưỡng, thay vì để họ đến với các tôn giáo nhất thần, đa thần. Họ vẫn có cơ hội học được Phật, sau khi trở thành Phật tử rồi thì bắt đầu huấn luyện nền minh triết Phật giáo chuẩn xác như Đức Phật đó, thì không có gì là quá muộn. Các biện hộ tùy duyên đó theo thầy đó là một ngộ nhận, và khó có thể đạt được cái ý định mà người phương tiện đó đã đặt ra từ ban đầu. Phân giống loại đó thì bát chánh đạo gồm có 3, đó là nhận thức luận, đạo đức học và thiền định chuyển hóa. Về nhận thức luận nó được gồm có 2 yếu tố. Thứ nhất là chánh tri kiến, cái tầm nhìn về thế giới và nhân sinh đó, dựa vào quy luật duyên khởi. Đó là quy luật quan trọng nhất chi phối mọi sự hiện tượng. Từ đó tất cả mọi đánh giá liên hệ thế giới của con người đều gắn kết với học thuyết vô thường, tức là dòng thời gian trôi chảy, nối kết các sự vật theo quy luật quả và nhân, nhân và quả. Và đây là học thuyết xóa sổ sự hiện hữu và vai trò của Thượng Đế, các thần linh hay sự may rủi, số phận an bài, cũng như là sự ngẫu nhiên, sự tình cờ. Và trong các kinh Đức Phật khẳng định chỗ nào mà chánh tri kiến có mặt đó, thì giống như chỗ đó có ánh sáng ló dạng của mặt trời mở đầu cho một ngày,
và các Phật, trong đó có con người, đã tiếp nhận được diệp lục tố, một tố chất rất cần thiết cho việc duy trì sự sống. Cái tầm quan trọng của chánh tri kiến là rất lớn. Thứ hai là chánh tư duy, bao gồm tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề và tư duy thoát khỏi tham sân si. Người tại gia phần lớn tu ở hai phương diện đầu này thôi. Còn tư duy thoát khỏi tham sân si đó thì chỉ có một thiểu số những người tu thực tập một cách trọn vẹn. Còn phần lớn á là vẫn bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, rồi tính sơ môn pháp phái ảnh hưởng tác động, cho nên là khó có thể đạt được bằng nhận thức luận chuẩn như Đức Phật mong đợi. Với đạo đức học thì gồm có ba yếu tố. Thứ ba là đạo đức trong truyền thông, để nói những lời có sự thật, những lời tạo ra sự hòa hợp đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sự, những lời có giá trị và lợi ích. Nên người tu học Phật là nói rất ít, nhưng mà nói chắc cú, nói vào trọng tâm, nói có mục đích và nói có giá trị, mang lại hạnh phúc và an vui. Thứ tư là đạo đức trong hành vi, không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, góp phần chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, góp phần xây dựng hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng. Và người xuất gia đó thì nỗ lực chuyển hóa tham ái một cách trọn vẹn. Đây là nền tảng đạo đức được Đức Phật khẳng định trong các kinh Pali. Ai thực hiện được thì thoát khỏi nỗi sợ hãi. Phần lớn chúng ta sợ là vì chúng ta có một cái lỗi hay là tội. Lỗi thuộc về dân sự và xã hội, tội thuộc về luật pháp và các quy định. Cho nên người tu học Phật đó, trước nhất là giữ đúng các quy định. Cái gì cho thì làm, cái gì không cho phép thì không nên dướng dính vào. Còn những gì mà bị bất công, khó khăn, hà khắc mà mình thấy là cần phải được thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thì chúng ta góp ý theo luật định. Thì cái các việc góp ý đó nó sẽ giúp cho mình nó trở thành là người xây dựng, mà không ta có thể bị quy kết là kẻ chống đối. Mà ấn tượng là kẻ chống đối sẽ làm cho chúng ta gặp rất nhiều các trở ngại. Về phương diện tâm linh chuyển hóa đó, yếu tố thứ sáu là chánh tinh tấn. Tinh tấn về con đường tâm linh, tu tập, làm Phật sự, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, và tệ nhất ở mức độ thấp nhất tức là lòng tử tế phải có. Tu sĩ nào mà thiếu tinh tấn như vừa nêu sẽ khó có thể làm đạo được. Và thái độ tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta xung phong tình nguyện và luôn luôn là người đi đạo. Phải phát huy được yếu tố quan trọng này thì sự tu học sẽ có rất nhiều các tiến bộ. Việc làm Phật sự đó sẽ có rất nhiều các khởi sắc, và giá trị đóng góp Phật sự chúng ta cũng rất lớn. Thứ bảy là chánh niệm. Từ những thực tập giữ gìn oai nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi, cho đến các động tác nói đến động tịnh và thức ngủ, Đức Phật khuyên người xuất gia phải giữ được chánh niệm, đó là làm chủ được các phản ứng giác quan của bản thân trước mọi tình huống thuận và nghịch của cuộc sống. Để đạt được chánh niệm thì Đức Phật giảng rất nhiều bài kinh. Quen thuộc nhất vẫn là lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm đạo đức và niệm kết quả tái sinh các cảnh giới lành, tức là chư thiên. Khi tịnh độ tông của Trung Quốc phát triển, năm yếu tố niệm từ thứ hai đến thứ sáu bị tỉnh lược. Yếu tố niệm Phật từ một danh từ chung chỉ cho các đức Phật
đã trở thành một danh từ riêng là Đức Phật A Di Đà. Cốt lõi của chánh niệm là giúp cho tâm chúng ta có chỗ bám víu vào như một hình thức. Tâm tên là tìm đối tượng thiền quán, và tứ là giữ tâm trên đối tượng thiền quán đó. Về sau này đó, dân dân hóa, tín ngưỡng hóa đã biến việc niệm Phật như là một cái cơ hội cầu phúc, được gia hộ, được bảo hộ, được che chở. Và càng ngày đó, một số các hình thái tịnh độ tông cực đoan đó đi xa rời bản chất này. Thứ tám là chánh định, tức là các hình thức thực tập thiền chuyển hóa thân và tâm. Tại Trung Quốc, mặc dầu Đạo Phật sơ môn pháp phái gồm có Mật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Luật tông, Tam Luận tông, vân vân, mỗi tông nó có những sắc thái riêng, nhưng tông nào cũng thực tập thiền. Khi Phật giáo Việt Nam tiếp nhận nguyên si nền Phật học của Trung Quốc, hầu như là chúng ta đi theo một cái thiên cực, bỏ đi thiền định hết. Mà thiền định mới chính là cốt lõi của Đạo Phật. Thiền định hiểu nôm na đó là tiến trình chuyển hóa thân và tâm qua sự tu niệm thôi. Sự tu niệm đó có thể bằng nhiều cách khác nhau, nhưng kết quả là ta làm chủ được tâm, tức là phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thiền ngồi vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất giúp hành giả có thể tập trung cao trên nền tảng tứ niệm xứ, tức là quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm với các phạm trù và quán các ý niệm trong tâm. Tùy theo việc dướng kẹt và chấp trước ở mỗi người mà việc đầu tư chọn một trong tứ niệm xứ làm đối tượng quán chiếu là chính. Thưa, ai chấp thân nhiều, đì đọt thân nhiều thì nên quán thân là một tổ hợp mang tính điều kiện bất tịnh để chúng ta không nhiễm rắm vào đó. Thế hình thức là xem nó như thượng đế hoặc như là vật vô dụng. Còn chị em phụ nữ thì nên tu quán cảm xúc và quán các cái điểm trung tâm, vì đó là thế giới của cảm xúc. Các rối loạn cảm xúc buồn, giận, thương, ghét, muốn, hỉ, nộ, ái, ố thì chị em phụ nữ dù là người xuất gia rồi thường bị dướng kẹt vào chúng như là một mớ bụi nùi đó, hơn là người nam. Còn người nam á, thì với thói quen lý trí biện luận, tranh luận thì kẹt vào tâm như là các cặp phạm trù đối lập, thiện ác, mình người, vân vân. Nên giữ các hạt giống tích cực và thay thế nó với các hạt giống tiêu cực, thì các hạt giống tiêu cực không còn chỗ để bám víu trong mảnh đất tâm. Các trường phái Phật giáo Trung Quốc đã đi hơi thiên cực do vì cố gắng sử dụng nền văn hóa tứ tự, tức là bốn chữ đó, cho nên là không thể lột tả được một nền tảng tu tập thiền định của Đức Phật rất là sâu sắc. Quán thân đó thì có nhiều chức năng, nhưng Trung Quốc chỉ nêu ra là quán thân bất tịnh. Có nhiều người ta đâu chấp vào thân đâu, mà phải đi quán sự bất tịnh. Cảm xúc thì có hạnh phúc, khổ đau, trung tính. Thì Trung Quốc dạy chỉ có quán cảm giác là khổ, một dạng bi quan hóa, tô đen hóa và cương điệu hóa, đấu tố khổ đau. Tâm đó thì có các tầm phạm trù thiện ác, trơn vọng, tích cực tiêu cực, hoan hỷ sân hận, chấp trước buông xả. Thì Trung Quốc chỉ khích lệ quán tâm là vô thường. Thực ra đâu cần phải quán tâm là vô thường, tất cả mọi thứ là vô thường hết. Còn tâm nó phải gắn lớn các phạm trù và phần lớn ý thức dị nguyên và thức mặt nam, tức là thức chấp tôi đó, bám vào các cặp dị nguyên này mà tạo ra các rắc rối. Quán pháp vô ngã, đó là một giới hạn rất lớn của nền Phật học Trung Quốc.
Chữ Dhamma trong kinh Tứ Niệm Xứ đó gồm có ba nội dung. Trong kinh Tứ Diệu Đế của ba nội dung. Thứ nhất là thừa nhận các ý niệm trong tâm như là một loại vô biểu sắc, tức là mình tiếp nhận qua cái lăng kính của các giác quan, như tức là một đảo lộn. Sau đó đó, các thần kinh chúng ta tiếp nhận là cái hình ảnh đó thêm một lần nữa và đảo ngược lại một lần nữa thì nó trở thành là giống với hiện thực bên ngoài. Cho nên thế giới tri giác mà con người đánh giá theo Đức Phật chỉ là phóng ảnh bản sao của thực tại thôi, không phải là bản thân của thực tại. Thì các ý niệm vừa nêu chính là pháp gắn kết vào quá khứ hoặc tương lai, cần phải được chuyển hóa bằng chánh niệm hiện tại để vượt qua. Thì Trung Quốc bỏ hoàn toàn cái vế quan trọng này. Con người bị rối loạn tâm trí dẫn đến là trầm cảm, muộn tuyệt, tuyệt vọng, thậm chí là tự tử là do kẹt vào thế giới của cái phần chấp pháp là các ý niệm đó. Nội dung thứ hai, pháp là năm trói buộc thấp của tâm, gồm có tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm và dao động tâm. Những trạng thái tâm lý này đó làm chối buộc chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới cần phải vượt qua. Hầu như Phật học của Trung Quốc không đề cập đến vế này. Và thứ ba đó, pháp là chánh pháp, Đức Phật khẳng định đó là bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, tứ niệm xứ và nhiều yếu tố khác mà sau này các tổ dựa vào đó lập ra con số Phật học mới 37 yếu tố giác ngộ. Thực ra thì Đức Phật không dùng sử dụng khái niệm này, vì tính lập đi lập lại của một số yếu tố như là niềm tin, tinh tấn, trí tuệ, đa văn á, đến mấy lần trong mắt xích của các pháp số thuộc 37 phẩm trợ đạo. Như vậy nếu chúng ta đánh giá lại một đạo Phật qua bát chánh đạo đó, thì hầu như không có cầu nguyện, không có thần chú, và niệm Phật chỉ là một yếu tố rất nhỏ thôi. Bây giờ đó, các hình thái sơ môn của Mật Tông, Tịnh Độ Tông đó trở thành là đại đa số, vì nó đáp ứng được cái nhu cầu bình dân của quần chúng. Mà khác đó, nó mang lại những sự hứa hẹn giống như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Do vậy mà quần chúng đến với các môn phái này nhiều hơn là đạo Phật Chánh Tông, tức là Phật Tứ Diệu Đế. Nói tương đối dài như thế là để nhằm đưa đến một khẳng định rằng là bất cứ một pháp môn nào thuộc sơn môn pháp phái nào, hệ phái nào, trường phái nào trong đạo Phật, trong nước cũng như nước ngoài, nếu không dựa vào Tứ Diệu Đế làm nền tảng đó, thì chúng ta đang vô tình hoặc cố ý tách rời khỏi đạo Phật gốc. Được đào tạo và lớn lên trong cái lò đại thừa, nhưng mà thầy thì có khuynh hướng giảng dạy các kinh điển đi cây gia, vì nền minh triết của đại thừa quá cao, chỉ thích hợp với một thiểu số quần chúng thôi chứ không có đại đa số. Do đó phải làm thế nào đó cho nền Phật học nhân bản của Đức Phật trong kinh tạng Nikaya văn hệ Bali và A Hàm văn hệ Sanskrit được dịch ra chữ Hán có mặt trong mỗi tư gia, thì đạo Phật mới có thể thịnh vượng và phát triển được. Còn các nước Phật giáo tiên tiến như Nhật Bản, các nền giáo dục và Phật học nổi tiếng như Hoa Kỳ, các kinh điển đại thừa và luận tạng đại thừa thường được giảng dạy chương trình thạc sĩ Phật học năm thứ hai hoặc là tiến sĩ Phật học năm thứ nhất.
đó không phải là một sự tình cờ. Vì nếu thiếu kiến thức nền tảng của Phật học Bali Dạ Hàm đó, thì cái người đi vào đại thừa đó giống như là xây nhà mà không có nền móng vậy. Cho nên trong vòng 5 năm đầu khi mới xuất gia đó, khoan bận tâm đến các kinh điển đại thừa, mà hãy đọc thật kỹ kinh Trung Bộ, toàn bộ nền minh triết và đạo đức Phật dạy chứa đựng trong đây. Kinh Trường Mộ là một tuyển tập ba mấy bài kinh về đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, như là kinh nghiệm để làm đạo và dấn thân. Kinh Tương Ưng dùng tứ diệu đế như là phương pháp luận soi sáng duyên khể, vô ngã, vô thường ở chiều sâu và chiều rộng. Tăng Chi bộ kinh thực ra là tổng hợp tất cả các bài pháp liên hệ đến con số từ 1 đến 11. Và tiểu bộ kinh gồm có 15 tập. 7 tập đầu đó ít bị yếu tố dân gian, tín ngưỡng, phong tục tập quán của Ấn Độ can thiệp vào. 7 tập sau, đặc biệt như Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, Bản Sanh, Bản Sự, là bị quá nhiều các yếu tố dân gian can thiệp. Cho nên là đọc các bản kinh đó đó, đòi hỏi ta phải có kiến thức văn bản học, phương pháp luận để biết đâu là của Đức Phật nói và đâu là được biên tập về sau này. Các huynh đệ nào học Phật học từ năm thứ ba trở đi của chương trình cử nhân và thạc sĩ đó thì ít nhiều sẽ làm quen với phương pháp văn bản học để xác định nguồn rút ra đề của một tác phẩm. Từ đó ta xác định rõ đoạn nào, trang nào, kinh nào được người sao biên tập vì mục đích gì và đâu là các lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Phần lớn các Phật tử không biết điều này và cũng không cần thiết để biết vì lý do niềm tin. Như vậy trong quá trình là Phật sự thì thầy chủ xướng quay trở về Đức Phật gốc. Mà Đức Phật gốc là Đức Phật lịch sử, như cuộc đời vắn tắt vừa được trình bày của Ngài. Và giáo pháp gốc mà chúng ta cần phải nương tựa đó là tứ diệu đế. Tất cả nền văn học Phật giáo từ A Hàm, Nikaya cho đến Đại Thừa đều có thể được xem như là một sự triển khai rộng của một trong tám yếu tố bát chánh đạo, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến bảy tám thôi, không có cái nào khác hơn, bằng các ngôn ngữ phân tích diễn rộng thôi. Rất tiếc trong quá trình phát triển 2000 năm của Đạo Phật trong các nước đại thừa, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Thế Gian Bốc Cháy, ba bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên không hề được quan tâm đến. Và thầy thường suy nghĩ nếu hai ngài Ca Diếp Ma Đằng và Chú Pháp Lan á, khi chọn các bản kinh và dịch phổ biến tại Trung Quốc là các kinh vừa nêu, kinh Pháp Cú, kinh Phước Đức, kinh Thiện Sinh, thì nên Đạo Phật Đại Thừa ở Trung Quốc sẽ có một gương mặt rất khác, rất mới, rất hấp dẫn. Vì tại đây đó, nền nho học đó chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó là từ trong nhà đến xã hội và thế giới, mà các giáo sĩ của họ phải dấn thân nhập thế để làm đạo. Đang khi đó 2/3, thậm chí là 3/4, 42 chương của kinh 42 chương nhấn mạnh đến việc chuyển hóa tham ái của người xuất gia. Cái đó nó hoàn toàn không phù hợp cho với tại gia, nhưng lại trở thành là bản kinh gối đầu giường và bản kinh đầu tiên về đạo Phật học tại Trung Quốc. Từ đó nó dẫn đến cái phương cách làm đạo của Trung Quốc đó, không nhấn mạnh đến nhập thế lắm, mà nhấn mạnh đến cái việc tu trục tu rỉ để tìm hướng giải thoát ra. Và do vậy trong quá trình phát triển đạo Phật tại Trung Quốc thì nho giáo có những giai đoạn khống chế
toàn bộ ý thức hệ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục và phong tục tập quán. Và đạo Phật đó có những thời điểm là quốc giáo nhưng sau đó nhường chỗ lại cho Nho giáo. Đây là số phận của đạo Phật đại thừa nói chung tại các quốc gia đại thừa. Còn những nước theo Phật giáo nguyên thủy đó thì hầu như không trải qua các thăng trầm thiên cực như vừa nêu. Nếu ta thử làm một cái so sánh nhỏ, tại sao các nước Nam Tông không bị thăng trầm mà các nước đại thừa đó khi thì cực thịnh, khi thì mất gốc và nhường chỗ, hoặc trong thời kỳ Trung Cổ cho Hồi giáo bao gồm Iran, Iraq, ngày xưa gọi là nước Ba Tư, Indonesia, Malaysia, Philippines, và tại Ấn Độ thì Kashmir, và dọc theo dãy Ma Lạp Sơn gồm có năm bang quan trọng Mizoram, Nagaland, Manipur, Assam, nay đều trở thành là cứ sở của Hồi giáo và Tin Lành. Ta không thể tìm một hoàn cảnh tương tự xảy ra với các nước theo Phật giáo nguyên thủy. Cho nên để xây dựng một hình ảnh đạo Phật lịch sử thì việc đầu tiên, dầu vẫn tôn trọng hình thái đạo Phật đại thừa, trở về nguồn và lấy Đức Phật lịch sử làm nền tảng, lấy những giáo pháp căn bản nhất làm nền tảng, thì nền Phật học đó mới có thể có khả năng nhập thế cao. Hai thầy trò Suzuki viết bao nhiêu nỗ lực suốt mấy chục năm giới thiệu một đạo Phật tri thức theo phương pháp đại thừa, qua thiền đại thừa, công án và thời đầu, chỉ có tác dụng nghiên cứu học thuật tại các trường đại học qua phong trào nghiên cứu phân tâm học thôi. Mà người chủ sứ lúc đó là Freud, sau này được đệ tử xuất chúng của ông là Jung tiếp tục. Chỗ đứng của dòng thiền công án thời đầu do Trung Quốc sáng tạo đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đời sống quần chúng của người Âu Mỹ, là bởi vì Âu Mỹ đó đặt nặng về vấn đề phát triển ý thức và xem ý thức là một hình thái tiến bộ mà con người sở hữu, đang khi các loài động vật khác không có. Thì sư Nhất Hạnh vào năm 1966 khi có mặt, lúc đầu đó, với tư cách là du học sinh chương trình thạc sĩ Phật học, xin lỗi, chương trình tâm lý học ứng dụng tại Đại học Columbia, sau đó trở thành là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Việc tìm đọc lại kinh An Bang Thủ Ý, tức là tương đương với kinh 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở dựa vào tứ niệm xứ đó, đã làm cho thầy sư Nhất Hạnh từ bỏ phương pháp thiền học đại thừa mà ở Việt Nam ngày nổi tiếng về nó qua hai tác phẩm Nẻo Vào Thực Học và Nẻo Về Của Ý. Từ đó phương pháp thiền của thầy sư Nhất Hạnh đó, dựa vào tứ niệm xứ, chánh niệm, minh sát tuệ, và tạo ra một nền tảng Phật học rất vững cho cộng đồng phương Tây ngày nay. Ảnh hưởng giới tri thức ở phương Tây đó, ngài Nhất Hạnh là số 1. Ảnh hưởng giới bình dân và quảng đại đa số là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma không có cái bình phong của Quốc Dương và Pháp Dương của Tây Tạng, chắc hẳn rằng là ảnh hưởng của ngài sẽ khó có thể ngang bằng được của thầy sư Nhất Hạnh. Và đây là hai nhân cách vĩ đại của Phật giáo thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là vua của thần chú, nhưng trong mấy chục năm làm đạo của ngài, ngài không hề giảng về thần chú. Đó là điều mà ta đáng suy nghĩ. Trên 100 tác phẩm được dịch ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phần lớn các bài giảng của Đức Lợi Lợt Ma nhấn mạnh đến Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, Trung Quán, Trí Tuệ Ba La Mật và Phát Tâm Bồ Đề, cũng như là các phương pháp thực tập nhân thừa mà Đức Phật giảng dạy trong các kinh Nikaya.
quần chúng của Tây Tạng là thiên cực, cho nên ngài tế nhị mà không đề cập trực tiếp rằng là mật tông không phải do Đức Phật đó. Có những cách thức nói bằng hành động và thông qua việc truyền bá, làm đạo, giảng dạy, viết sách thì người ta biết được quan điểm về Phật học của Đức Lạt Ma là gì, để tránh những cái va chạm giữa bốn trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Cho nên truyền bá một đạo Phật lịch sử lấy tứ diệu để làm nền tảng sẽ có các giá trị Phật học tốt hơn. Phần 2 là về giáo hội. Giáo hội của Đức Phật đó là một giáo hội nhân bản, có tinh thần dân chủ theo biểu quyết đa số mà thuật ngữ Phật học thường gọi là yết ma. Yết ma bao gồm các phán quyết của tăng đoàn sau khi đã trải qua thảo luận dân chủ, và yêu cầu của Đức Phật là được sự đồng thuận của tất cả chứ không phải là đại đa số. Hiện nay đó, mô hình dân chủ này được Hoa Kỳ, Úc, Canada và châu Âu theo đuổi. Đó là một dân chủ mang tính tuyệt đối. Nó phản ánh cái nhu cầu tự do ngôn luận của tất cả các thành viên. Nhưng mà sau khi thảo luận rồi đó, quyết định gì là của chung á, thì tất cả cũng phải làm, ngay cả Đức Phật. Thảo luận để tìm ra các ánh sáng mới, các góc độ mới. Trái chiều trong thảo luận đó, nó tạo ra nhiều cái góc nhìn. Nhưng mà khi đã quyết lại theo một hướng nào rồi đó thì tất cả cùng tuân thủ. Nền tảng giáo hội của Đức Phật thời Nguyên Khai đó là hai tu sĩ không nên đi trùng một con đường. Mà lý giải dưới ngôn ngữ học ngày nay đó là không dẫm đạp chân nhau. Mỗi một người đó phát huy cái sở trường mình có để đóng góp cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Đó là một đạo Phật rất năng động và nhập thế. Rất tiếc là khi đạo Phật được thiết chế hóa bằng các định chế xã hội thì cái con đường mà dấn thân rầy đây mai đó của các tu sĩ không còn được năng động như là trong giai đoạn sơ khai. Do vì việc đi khắc thực phải chọn địa điểm mới, nơi mới, không quay lại chỗ mà người ta cúng dường hậu hĩnh của ngày hôm trước, mà con đường truyền đạo của Đức Phật đó lan rộng rất nhanh chóng. Chỉ sau một năm giác ngộ thôi, Đức Phật đã có gần 1.500 các vị đệ tử xuất gia tăng rồi. Một phong trào tâm linh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ mấy nghìn năm. Nhưng rất tiếc các nhà biên tập này máy móc. Những bản kinh được Đức Phật thuyết giảng ở cuối cuộc đời cũng nói con số biểu tượng 1.250 vị tỳ kheo. Cái đó là của cái năm đầu sau khi giác ngộ. Con số đó tăng trưởng theo năm tháng. Do đó đọc kinh mà đọc máy móc thì chúng ta sẽ bỏ qua các yếu tố này. Về phương diện luật á, thì luật tỳ kheo, tỳ kheo ni là hệ thống luật đầu tiên trong lịch sử nhân loại dưới hình thức văn bản. Đó là một bộ luật rất hoàn chỉnh, phân định các nhóm loại tội và lỗi ở mức độ cao nhất. Đó là bốn các ba la di, kế đến là tăng tàng, kế đến là bất định, kế đến là những pháp liên hệ đến oai nghi. Thì toàn bộ các luật hành sự trên hành tinh này cũng đều phân nhóm theo dạng nặng nhất cho đến nhẹ nhất thôi. Và giờ hệ thống luật hoàn chỉnh đó mà tăng độ của Đức Phật phát triển rất nhanh, tạo ra các vị thánh tăng, cao tăng và
và những người làm Phật sự trên tinh thần vô ngã vị tha, có lý tưởng phụng sự, có ý chí và có tinh thần nhập thế rất lớn. Suốt 45 năm giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật đó, thì giáo hội của Ngài nhập vào cuộc đời bằng tinh thần vừa nêu thôi. Các ngôi tự viện lần lượt được mọc lên. Ngoài núi Linh Thú, Đức Phật ở chưa đầy được năm đầu sau khi giác ngộ. Tất cả các địa điểm còn lại đều là gần thành thị. Ngày xưa đó thì sau khi vượt qua cái giai đoạn sống du mục thì cư dân đó phải bám theo một thành trì để có an ninh. Thì các chùa Đức Phật được xây dựng cách các thành lớn trung bình là khoảng 2 cho đến 5 cây số là nhiều. Cho nên các giả thuyết nói rằng Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cho núi Linh Thú là không chuẩn. Và nhất là dựa vào hệ thống phán giáo của Ngài Thiên Thai Trung Quốc á, thì Pháp Hoa là nói cuối cùng, tức là khoảng 7-8 năm cuối. Và thời điểm đó thì Đức Phật ở chùa Kỳ Viên chứ làm gì có ở tại Ma Kiệt Đà mà giảng bản kinh này. Ngày nay đó thì để cho Phật giáo phát triển thì vai trò của giáo hội đó là rất lớn. Các nước Phật giáo đại thừa đó thì dần dà biến đạo Phật thành là một đạo đám ma thôi. Vào năm 1994 thì Đức Đạt Lai Lạt Ma được phát biểu tại một hội nghị Phật giáo toàn cầu ở New York. Ngài khẳng định rằng là sự suy vong của Phật giáo trong bối cảnh hiện đại đó, trách nhiệm nằm trên vai của các vị lãnh đạo Phật giáo tại các quốc gia với vai trò là tăng thống hay là chủ tịch một giáo hội. Lời xác quyết đó lên dây cót về trách nhiệm hoằng pháp của các giáo hội. Hiện nay thì chúng ta có thể tạm gọi có hai mô hình giáo hội khác nhau. Mô hình một là giáo hội truyền thống, là đứng đầu đó là một vị tăng thống. Thì mô hình này phát triển ở các nước Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Hiện tại đó thì Tích Lan có 4 giáo hội, 4 tăng thống. Miến Điện có 1 giáo hội và 1 tăng thống. Campuchia có 3 giáo hội và 3 tăng thống. Thái Lan là có 2 giáo hội nhưng 1 tăng thống. Thì trong các mô hình vừa nêu theo thầy đó, Thái Lan là chuẩn nhất. 2 giáo hội không đứng tư thế đối lập cạnh tranh mà là hỗ trợ và bổ sung, đi theo 2 khuynh hướng hành trì khác nhau. Dhammayutti là một giáo phái đặt nặng về chuyên tu và giữ các giá trị văn hóa gốc của Đức Phật. Mahanikaya đó được xem là đại chúng bộ, chiếm đại đa số, gần như là 80% tại đất nước Thái Lan theo Mahanikaya. Thì đây là một giáo phái mang tính năng động nhập thế, hỗ trợ cho nhau, nhưng chỉ có một tăng thống được bầu chọn ra từ 2 giáo hội thôi. Cái mô hình này chúng ta thấy giống như là mô hình của Hoa Kỳ, 2 đảng phái nhưng mà 1 tổng thống. Vì có 2 giáo hội cho nên á, cái sự đối chiếu tham khảo để dẫn đến các quyết tâm làm đạo ngày càng lớn hơn, tốt đẹp hơn đó, bao giờ cũng được đề cao. Mô hình thứ hai là mô hình một quốc gia có 1 giáo hội duy nhất. Thì hiện nay Việt Nam đang đi đầu bảng do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy. Nhân đó mà các hòa thượng lãnh đạo giáo hội đó đã biến cơ hội đó trở thành là sự thống nhất Phật giáo Nam Trung Bắc. Đây là mô hình hành chính giáo hội lý tưởng và hoàn chỉnh.
Giáo hội chúng ta hiện nay thì có hai hội đồng chứng minh gồm các vị cao đức tuổi đời 70 hạ lạp 50 trở lên, hội đồng trị sự gồm những vị dấn thân hành chánh giáo hội ở cấp trung ương và cấp tỉnh thành. Ngoài ra thì ta có 9 bang và một viện nghiên cứu nay được nhân lên thành 13 bang. Đây là một mô hình hành chính rất hoàn chỉnh mà giáo hội tăng thống của các nước Nam Tông cũng như là các trường phái sơ môn pháp phái của Đạo Phật Đại Thừa ở các quốc gia Đại Thừa cũng không có sánh bị. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa phát triển được cái mô hình này đúng với nội dung mà nó cần có. Đó là một mô hình là dẫn đến các hình thái giáo quyền trong giáo hội. Nếu lãnh đạo của hai hội đồng chứng minh và trị sự đó là những người cao đức, có tinh thần cấp tiến, lo cho đạo và cho tăng ni như Phật tử đó, thì đạo Phật với một mô hình đó sẽ phát triển rất mạnh và có tinh thần nhập thế rất cao. Cho nên làm sao cho mỗi ban ngành trung ương và các ban ngành tỉnh thành đó chủ động các cái hoạt động của mình theo hướng cấp tiến dưới sự tư vấn và chỉ đạo nhập thế bằng chiến lược sách lược của giáo hội trung ương, thì chúng ta mới có một đạo Phật vì đại đa số. Hiện nay là chúng ta đang khép kín đạo Phật lại, ai đến với Phật giáo thì chúng ta độ, còn không đến chúng ta không đi tìm. Bài thơ nổi tiếng của thầy sư Nhất Hạnh, Thầy đi tìm con, nói là cái nhu cầu mà các tu sĩ phải đi hóa độ bằng cách là đi vào các ngõ ngách của cuộc sống. Và đang lúc đi tìm con thì có nhiều đệ tử quay lưng lại, khép kín mình lại, từ chối, phê bình, chỉ trích, kháng cự. Nhưng rồi vai trò tâm linh của vị thầy vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến lúc nào các thế hệ Phật tử đó bắt đầu quay trở về nương tựa và cùng xây dựng một giáo hội tốt. Không làm như thế thì Phật giáo không lớn mạnh được. Trước đại hội Phật giáo kỳ 7 niên khóa 2012-2017, tức là đầu tháng 11-2012, báo giáo hội đưa tin thông số Phật tử trong nước hiện nay là chưa được 6,9 triệu trên 87 triệu, đã dấy khởi một làn sóng phản ứng rất gay gắt về con số thống kê này. Đó là thống kê của Ủy ban Thống kê Nhà nước năm 2010, chứ không phải là con số nó đại. Thì từ đó cho thấy là dân số Phật giáo bị giảm rất nhiều, đang khi Tin Lành đó, trong vòng mấy chục năm qua giống như Việt Nam, và cái Việt Nam mà họ tăng trưởng được 600%, Công giáo tăng trưởng được 100%, Phật giáo sụt giảm mấy trăm phần trăm. Hòa thượng thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, người Nhật Bản, hồi đáp lại lời kêu gọi của Đức Đạt Lạt Ma, đã khẳng định rằng là chúng ta đừng nên, với vai trò là lãnh đạo Phật giáo, biến đạo Phật trở thành đạo đám tang. Thì các hình thái đạo Phật Đại Thừa đó nhấn mạnh đến đạo đám tang này nhiều, đặc biệt là Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Hộ niệm đôi lúc vài chục ngày, chết xong hộ niệm thêm một vài ngày nữa. Một lần hộ niệm đó có thể vài chục người, vài trăm người. Sau đó 7 tuần thất, rồi cúng dỗ hàng năm, chỉ để độ được một hư hồn thôi. Đang khi Đức Phật thì dạy đó là hai người không dẫm đạp trong việc dấn thân là Phật sự, và một người có tinh thần lớn, lý tưởng lớn, có thể độ được hàng ngàn người còn sống. Rồi sau khi họ được độ rồi đó, họ có thể làm lợi ích đất nước, rồi cộng đồng, xã hội, quốc gia và cá nhân mình. Đó là đạo Phật của Đức Phật. Còn đạo Phật của hình thái từ Độ Tông, Mật Tông tại Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng đó, là gần như không quan tâm nhiều với người còn sống. Đó là một mô hình đi ngược lại với đạo Phật gốc.
Và trong nhiều năm qua thì chủ trương của thầy là không có đi đám ma. Mặc dầu chùa Giác Ngộ thì vẫn tổ chức các cái khóa cầu siêu, cầu an. Thực ra đó thì theo Đức Phật gốc, sau khi qua đời vài ba giây và ba phút, các hương linh phải tái sinh theo nghiệp, không trì hoãn được, không hối lộ được, và không kháng cự lại tiến trình tái sinh đó được. Nghiệp là chi phối, dẫn dắt và buộc chúng ta phải tái sinh thôi. Cho nên hộ niệm trước khi qua đời là cần thiết. Còn các nghi thức mà tán tụng vốn nó là một cái biểu đạt văn hóa ở Trung Quốc, nó lại không thích ứng với người càng hiện đại này. Nên có nỗ lực tụng thật nhiều khóa cũng chưa chắc độ được một hương linh, vì lúc đó nỗi sợ hãi, nghiệp lực dẫn đến những tình trạng khủng hoảng tâm lý, và họ không có đủ bình tĩnh để mà lắng nghe chúng ta đâu. Cho nên độ một người khi còn khỏe có giá trị tốt hơn nhiều, và sau đó họ trở thành là những người hữu dụng cho chính họ, gia đình họ, cộng đồng họ, quốc gia họ, và góp phần làm tốt cho thế giới được phát triển. Cho nên để cho một đạo Phật được phát triển thì giáo hội cần phải định hướng 5 năm, 10 năm, 20 năm và 100 năm. Hiện nay thì giáo hội đang đi theo mô hình cào bằng giống như thể chế xã hội chủ nghĩa. Thì mỗi một tỉnh thành trong số 58 tỉnh thành có ban trị sự đó, thì mặc nhiên trưởng ban trị sự, phó thường trực trở thành là ủy viên hội đồng trị sự. Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng thì có thành viên hội đồng trị sự ngoài danh sách chính vừa nêu, ngoại lệ hơn. Hầu như là chúng ta không nhấn mạnh đến cái cơ cấu làm thế nào việc bổ nhiệm các nhân sự về các địa phương sẽ làm cho địa phương đó lớn mạnh về Phật giáo. Chúng ta đang phân ra theo lợi ích nhóm. Dân phòng 1 quản lý từ Quảng Bình ra hết miền Bắc. Dân phòng 2 quản lý từ Bình Trị Thiên đến Cà Mau. Và hai dân phòng không can thiệp công việc của nhau. Cho nên miền Bắc rơi vào hiện tượng là thiếu nghiêm trọng, và miền Nam là dư thừa nhưng lại không có hỗ trợ và giúp đỡ cho nhau được, vì nó không có chính sách trong hiến chương cũng như là chủ trương của giáo hội. Thời Đức Phật đó thì Ngài thường biệt phái, mà nói theo ngôn ngữ này đó là hệ thống thuyên chuyển. Một nhân sự nào có tầm vóc lớn thuyên chuyển về một địa phương mới sẽ làm cho quần chúng đến với đạo Phật hơn, thì Ngài quyết định làm công việc đó. Ví dụ như Ngài Phú Lô Na là có khả năng thuyết pháp giỏi, thì phải đưa đến những cái nơi chưa biết đạo. Sau khi Ngài độ xong rồi thì Ngài rời khỏi chỗ đó, tiếp tục đi những cái chỗ khác, và những người khác về đó để giữ gìn đạo và phát triển đạo. Hệ thống thuyên chuyển sẽ giúp cho giáo hội Phật giáo ở các quốc gia phát triển mạnh hơn. Hiện nay còn đến 6 tỉnh ở miền Bắc trong suốt 2000 năm lịch sử chưa từng biết đạo Phật là gì. Chứ phải chỉ trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 đến bây giờ. Trong đó có những tỉnh như là Điện Biên, Lào Cai, vân vân. Việc bổ nhiệm chủ trì của giáo hội hiện nay là dựa vào sơ môn pháp phái thôi, chứ không dựa vào năng lực, tâm lực, đạo lực, tuệ lực. Do vậy, duy trì một ngôi chùa thì không khó, nhưng mà phát triển ngôi chùa để làm điểm tựa tâm linh cho quần chúng là một thách đố lớn đối với giáo hội Phật giáo trên toàn cầu. Theo thầy thì ngoài cái mô hình giáo hội hành chính hoàn chỉnh như vừa nêu, thì chúng ta cần phải lấy Đức Phật gốc, giáo pháp gốc, tức là tứ niệm xứ, tứ diệu đế, bát chánh đạo, để khích lệ 13 ban ngành, viện nghiên cứu,
các ban trị sự, các tăng ni trong nước và nước ngoài phải truyền đạo trên tinh thần vừa nêu thì đạo Phật mới lan tỏa nhanh chóng được. Gần như là chúng ta đánh mất cái định hướng như là chiến lược và sách lược vừa nêu. Cho nên với cái đà này đó, 50 năm nữa đó, Phật giáo tại Việt Nam sẽ bị suy vong giống như là Triều Tiên và Đại Hàn thôi. Nhật Bản đang đi vào vết xe của Đại Hàn, Trung Quốc và Việt Nam đang đi vào vết xe của Nhật Bản. Và cứ như thế, chỉ trong vòng khoảng 300 năm tới, nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cách làm đạo thì đất châu Á này sẽ nhường chỗ lại cho Công giáo và Tin Lành. Hai tôn giáo làm đạo có phương pháp, có tinh thần nhập thế và dẫn thân tốt. Cho nên giáo hội phải đóng vai trò định hướng, chứ không nên để giống như hiện nay là ai thích làm gì thì làm. Và hiến chương đó chủ yếu là để gắn kết về vai trò hành chánh thôi, chứ không có định hướng chi về vấn đề làm thế nào cho người chưa biết Phật giáo trở thành Phật tử. Đó là một điều đáng tiếc. Vấn đề 3, tu sĩ Phật giáo. Từ lúc mới bắt đầu tu học Phật bằng tự học là dù giác ngộ, suốt gần 30 năm qua thì thầy vẫn không ngừng suy nghĩ về một mô hình mà các tu sĩ phải chuẩn mực về ba phương diện, đó là tuệ học, giới học và thiền học. Tuệ học á, sẽ giúp cho các tu sĩ đó hiểu Phật giáo đến nơi đến chốn thông qua các trường lớp Phật học, trở thành bác sĩ tâm linh. Bất cứ ai bị nỗi khổ niềm đau gì tấn công chi phối đến nhà chùa là các tu sĩ phải thuyết giảng được, hướng dẫn được và giúp cho họ vượt qua bế tắc được. Về giới học tức là nhân cách đạo đức, nếu tu sĩ Phật giáo không hội đủ thì khó thuyết phục được quần chúng lắm. Với tri thức ngày nay đó, về bằng cấp và học hàm đó, họ còn nhiều hơn chúng ta, đỗ đạt thành công ở cấp quốc tế lớn hơn chúng ta. Nếu như mình không có đức thì họ khó có thể bội phục được. Cho nên đó là yếu tố tâm lý và nền tảng để giúp cho một người tu đó được chấp nhận. Còn về thiền học đó là những thực tập tâm linh, hoặc là thiền tọa, hoặc thiền hành, hoặc là qua việc tụng kinh, hay là các Phật sự, các hành giả, tu sĩ đó phải hướng đến một cái mô hình đó là chuyển hóa được tham sân si. Vai trò làm giảng sư hay pháp sư đó sẽ có cơ hội trải nghiệm được kinh điển Phật dạy hàng ngày. Tại vì các giảng sư trước khi đi giảng phải đọc kinh, rồi đọc thêm các sách học làm người, các sách ứng dụng. Cho nên á, suốt ngày, quanh năm và cả một đời người làm công việc này đó, hầu như chúng ta chưa từng bị kết thúc việc nối kết với nền minh triết Phật giáo. Cho nên nhớ được đâu là điều Phật khích lệ làm, đâu là điều Phật khuyên không nên làm. Đó là yếu tố quan trọng. Các ngành học nhân văn và xã hội gần với Phật giáo bao gồm triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, đạo đức học, tôn giáo học, văn học, lịch sử chỉ là những công cụ mà nếu biết sử dụng chúng ta sẽ biến chúng trở thành là những người đầy tớ phục vụ cho việc truyền bá Phật pháp hữu hiệu. Cho nên trước khi trải qua nền Phật học vững thì người tu sĩ không nên vội vàng học các ngành học trên, bởi vì rất dễ biến phụ thành chính. Và khi mà các nền triết học, tôn giáo học bên ngoài can thiệp vào não trạng của người xuất gia đang khi đạo Phật chưa vững đó, thì chúng ta sẽ không thấy rõ được các đặc điểm vượt trội của đạo Phật so với các nền minh triết đã có, đông như là Tây, cổ như là Kim. Để làm công việc này đó thì thầy mong mỏi
các đệ tử xuất gia của thầy phải học tối thiểu là cao đẳng Phật học. Đây là dành cho những người mà cái năng lực học quá kém, không thể nào vượt lên trên được nữa, thì dừng lại ở cái chuẩn đó là cũng có thể làm đạo tốt rồi. Ở mức độ khá hơn phải có cử nhân Phật học, và thầy khích lệ thạc sĩ và tiến sĩ về Phật học. Khi đi con đường này đó thì các huynh đệ phải thấy chúng ta sẽ vô tình trở thành là điểm hồng tâm phê bình chỉ trích của những người không thích khuynh hướng tuệ học. Người ta sẽ rất dễ dàng phê phán chúng ta. Nhưng mà đừng để cho mình bị vướng kẹt vào cái bẫy đó. Ai phê phán thì cứ phê phán. Việc chúng ta học, cứ phải học để đến chốn đạt. Muốn làm Phật sự gì mà cái đời Phật học không vững đó, thì đôi lúc đó, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu hơn là tốt nữa. Ở nước ngoài đó, bất cứ ngành nào cũng có license, tức là giấy phép hành nghề. License không phải là thước đo chân lý của nghề, nhưng nó là yêu cầu tối thiểu để xác định cái nghề đó trải qua trường lớp, cho nên á, tránh được các rủi ro và bất cẩn quậy buốt. Thì người tu học Phật làm đạo cũng thế. Hiện nay trong số 46.000 tăng ni đó, chúng ta chưa đào tạo được 4.000 tăng ni có cử nhân Phật học. Chúng ta chưa đào tạo được 3.000 các tăng ni có trình độ cao đẳng và trung cấp Phật học. 7.000 trên 46.000, nó chiếm khoảng 1/6 thôi. Chứ về 5/6 còn lại hầu như là tự học Phật giáo, học một cách sơ sài, học không đến đây đến chốn, cho nên không đủ chuẩn để làm đạo. Khi mình trải qua trường cao đẳng và cử nhân Phật học đó, với vài năm nghiên tầm kinh điển, trải nghiệm kinh điển, đến lúc nó còn chưa đủ sức để thấm tương trao, huống hồ là mình không trải qua cái gì hết. Thì các thành phần tu sĩ không trải qua trường lớp Phật học đó, đầu trở nên là sống không thôi. Mà nói theo Ngài Quy Sơn, xúc sự diện tường, khi gặp việc đó, bị bí lùng, giống như nhìn mặt vào phách thôi, không biết được, không giải quyết được. Và từ đó nếu không có lương tâm trong sáng đó, thì những người như thế sẽ truyền bá mê tín dị đoan và làm cho đạo Phật đi vào ngõ cụt. Cho nên để việc học chúng ta được chấp nhận đó, thì người phát triển về tuệ học phải hết sức khiêm tốn, khéo léo, vì người ta dễ mặc cảm và người ta sợ là cái ảnh hưởng của những người có vai trò tuệ học quá lớn đó, làm cho những người còn lại bị mờ nhạt. Chứ vì thế mà cái lòng khiêm tốn và khiêm hạ sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được thành công, và trên cơ sở đó mới phụng sự được quần chúng một cách có hiệu quả. Thời Đức Phật thì sau khi xuất gia, ngay cái lễ xuất gia là thọ 10 giới sa di rồi. Giai đoạn đầu vì cần các số lượng tu sĩ nhiều, cho nên trong vòng 1-2 ngày là tam đàn cổ túc với danh xưng là Thiện Lai Tỳ Kheo. Thậm chí có người mới vừa đến với Đức Phật bằng giác ngộ chân lý, Đức Phật đã truyền giới làm Tỳ Kheo rồi. Nhưng mà sau đó khi đạo Phật đã vững mạnh thì hầu như tình trạng vừa nêu là kết thúc. Tam đàn cổ túc chỉ dành cho một số người trung niên xuất gia, có tri thức lớn, có lý tưởng lớn, có đóng góp lớn, tuổi đã chuẩn 40-50 rồi. Cho nên là ngoại lệ cho họ, vì họ đã có một quá trình làm cư sĩ, đóng góp cho Phật sự ở cấp tỉnh thành hoặc tối thiểu là quận huyện. Còn đại đa số phải trải qua các trình tự một vài năm tập sự, rồi trải qua sa di, sa di ni, tức sobhanani, rồi mới tỳ kheo ni. Như vậy thời gian tối thiểu phải là 6 năm, thì việc là một vị thầy đó mới có thể đạt được cái ngưỡng chuẩn. Mặc dù Đức Phật cho phép là 20 tuổi đời thôi, theo thầy ngày nay đó phải nâng cái tuổi đời của tỳ kheo và tỳ kheo ni lên, thì người Ấn Độ đó
13 và 4 tuổi thời Đức Phật là đã lập gia đình rồi. Cho nên 20 tuổi đối với người xuất gia là chuẩn hơn người đời lúc đó ít nhất là 6-7 năm. Phát triển tâm sinh lý của người Ấn Độ nó cũng vượt trội hơn những người bình thường. Còn chúng ta ngày nay đó, ở cái tuổi khoảng chừng 25-26 đó mà làm thầy đó thì nó bài bản hơn. Các trường lớp Phật học chúng ta trải qua chuẩn mực hơn, và khi làm đạo đó sẽ đạt được sự thành công hơn. Trong các huynh đệ, nếu ai có năng lực học lên thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là học ở nước ngoài thì thầy sẽ bảo trợ. Cuộc đời của thầy thì gặp rất nhiều các khó khăn từ nhỏ, tự lập cũng từ nhỏ, gian truân từ nhỏ, nhưng mà rất may mắn riêng về việc học á, là không bị trở ngại. Nói theo nhân quả Phật giáo thì có lẽ là ở nhiều nhân duyên kiếp trước đó, mình truyền bá tri thức không giấu nghề, không ích kỷ, không gia truyền, rộng mở, thoáng đạt. Cho nên cũng trong một bối cảnh lịch sử khó khăn, sau năm 75 giống nhau ở ba miền, nhiều thế hệ sư huynh, sư tỷ đi trước thầy, hoặc là những người cùng giai đoạn đó lại không được thuận lợi giống như thầy. Cho nên thầy tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 33, so với sinh viên thế học là lỡ làng, tức là muộn hơn họ trung bình là gần 8 năm. Nhưng mà so với tăng ni trong nước thì thầy đó gần như là đi trước các thế hệ đàn anh, đàn chị đến 10 năm. Cho đó nó đều do cái chí quyền của mình, một cái niềm quyết tâm lớn là phải làm sao học để đến chốt. Ở năm 92 thầy đã làm trụ trì rồi, đến năm 90 là phải bỏ chùa mà đi du học thôi. Thì lúc đó sư bác Thích Nhật Bình gánh vác vai trò làm chủ trì, chứ thầy không có đứng hai chân để cho người kế thừa đó có cái vai trò và làm hết phận sự mà người đó đang gánh vác. Còn chuyện sau này có về chùa làm tiếp tục trụ trì không, không quan trọng nữa. Thì là học, vì ở trong nước vào thời điểm đó đó cử nhân Phật học là cao nhất rồi, không có khóa học nào khá hơn nữa. Và nhiều thế hệ đi trước thầy đó bị kẹt vào cái khó khăn lịch sử đó, cho nên đó, họ không được may mắn. Ngày nay thì thế hệ của các anh em đó được thuận lợi hơn. Trong nước thì chúng ta đã được đào tạo thạc sĩ Phật học, nên là việc đi du học đó, để đạt được tiến sĩ là rất cần thiết. Số lượng tiến sĩ và thạc sĩ Phật học hiện nay trong nước ta có khoảng được 200 người. Đó là con số quá mỏng so với 87 triệu dân. Chưa đầy được 4.000 tăng ni có được trình độ cử nhân Phật học là quá mỏng so với một cái đất nước có chiều dài lịch sử 2.000 năm là Phật giáo. Và khi làm vai trò phó tổng thư ký học viện vào năm 2005 đó, thì thầy là người mạnh dạng cơ cấu nhân sự mới đủ 3 miền. Và rất may được Hòa Thượng viện trưởng sáng lập tin tưởng giao cho vai trò cơ cấu nhân sự. Và viện nghiên cứu vào giai đoạn đó thầy cũng làm phó tổng thư ký, cho nên thay đổi được nhân sự của viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, một điều chưa từng có, và gặp rất nhiều các khó khăn rồi cũng vượt qua. Sở dĩ thầy đề cao vai trò tuệ học là vì trong 7 yếu tố giác ngộ, Đức Phật xác định bát học đa văn là một trong các yếu tố làm nên bậc thánh. Rất tiếc là các bậc thầy tổ của chúng đây đi trước vì khó khăn lịch sử bởi các chiến tranh nên không có đủ cơ hội để học. Và do vậy đó, thầy truyền trò nói cứ thế này sang thế khác đó, dừng lại ở việc tu sục, tu rỉ, và tu sĩ vào chùa đó bị đánh giá như là có vấn đề về tình yêu, về sự nghiệp, hay là bi quan chán trường tuyệt vọng thôi. Đang khi nền mình trước Phật giáo là vượt trội rất nhiều lần so với các tôn giáo và các nền triết học. Cái đó là do vì giới tu sĩ chúng ta có quá ít người có trình độ tri thức.
toàn giáo hội hiện nay, lãnh đạo ở cấp trung ương, ta mới có được ba vị có tiến sĩ là Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Hòa Thượng Thích Chân Thiện và Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Còn phần lớn còn lại đó còn chưa có được cao đẳng và cử nhân Phật học. Và thầy thường đưa ra một cái ánh dụ, Phật giáo là mình trước cao giống như là các viên kim cương, nhưng mà nằm tay trong các nông dân, cho nên chúng ta không phát huy được hết các giá trị đặc biệt mà đạo Phật có để đóng góp cho xã hội. Do đó trong giai đoạn là học tăng đó, thì các anh em cố gắng dành và tận dụng thời gian có được để học và nghiên cứu đến đây đến chốn bên cạnh việc tu. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc cử nhân Phật học rồi đó, thì thầy khích lệ các anh em tham gia các công việc làm giảng sư và các Phật sự đúng với sở trường của mình. Cũng giống như là một môi trường giao thông, hàng ngày đó các loại xe cộ giao thông trên đường phố, tai nạn dẫn đến chết người, dị tật trọn đời đó là diễn ra hàng giây, nhưng không vì thế mà các phương tiện giao thông không được tiếp tục lưu hành. Là Phật sự đó thì chúng ta phải giao tiếp với quần chúng, và nếu không biết giữ bản thân mình thì chúng ta sẽ bị rơi rớt, giống như là hiện tượng trứng cá bông xoài. Chư ni thì ít bị rơi rớt do vì ngoại hình sau khi xuất gia đó nó không thu hút giới nam. Còn chư tăng đó thì sau khi cạo đầu, nhất là vào những ngày rằm mùng một, thì thấy cái vẻ sáng sủa hơn. Mà đi chùa phần lớn là quý bà, đó là một nỗi đau. Đa khi các tôn giáo nhất thần á mê tín rất nhiều, Hồi giáo, Công giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Chánh thống, Anh giáo, Nho giáo, nhưng thành phần đi các đền thờ của họ đó là giới trẻ đại đa số, và người nam chiếm nhiều hơn, nhất là Hồi giáo. Như vậy phải có một cái vấn đề nào đó về phương pháp làm đạo của chúng ta nó mới dẫn đến một cái hệ quả như vậy. Còn thời Đức Phật đó thì giới trẻ đến với đạo Phật nhiều hơn, và người nam đó tham gia làm các Phật sự, trở thành các Phật tử điển mẫu đó cũng nhiều hơn. Cho nên là khi dấn thân làm Phật sự đó thì phải hết sức biết giữ mình, để chúng ta có cơ hội sử dụng các năm tháng tu học ở tại chùa để đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Rước đài là một điều rất uổng. Và muốn như thế thì chúng ta phải có vững vàng về nền tảng tuệ học, giới học và thiền học. Thiền học sẽ giúp cho chúng ta điềm tĩnh và có chiều sâu. Giới học sẽ giúp cho chúng ta vững vàng, và tuệ học á sẽ giúp cho mình làm được nhiều việc. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đệ tử của ngài Mã Thắng. Mà Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Như. Cho nên á, nếu nói về đạo đó thì ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên gọi Đức Phật bằng sư ông. Sau khi gia nhập vào giáo đoàn đó thì ngài Xá Lợi Phất được xem như là cánh tay phải và ngài Mục Kiền Liên là cánh tay trái của giáo hội. Vai trò của năm anh em Kiều Trần Như trở nên mờ nhạt và ít khi được các kinh điển từ A Hàm, Nikaya cho đến Đại Thừa đề cập đến. Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao như thế, chúng ta sẽ có được câu giải đáp thôi. Là vì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là hai đệ tử tri thức của Đức Phật, mà trước khi đến với đạo Phật đó họ đã là tri thức trẻ rồi. Bối cảnh giáo dục thời quân chủ và Đức Phật cũng không phải là ngoại lệ. Các hoàng tử và công tử có được cơ hội tiếp nhận được cái nguồn giáo dục cao nhất từ các vị thầy giỏi nhất ở một quốc gia.
Cho nên sau khi đi tu á, Đức Phật trở thành một hiện tượng đặc biệt, xứng đáng ngồi riêng một chiếu, không có một vị đạo sư nào có thể sánh bì được, là vì Ngài đã trải qua các giai đoạn học với tư cách là thái tử Đông Cung của nước Sakya. Cho nên để đóng góp cho giáo hội, rồi phụng sự cho con người và đất nước đó, thì chúng ta phải đào sâu việc nghiên cứu Phật pháp, và điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành đạt được trong các Phật sự, chứng đắc được niết bàn, giải thoát, trở thành thánh. Đó là một con đường quá dài, nên lúc nó trải qua đến hàng thế kỷ, hàng trăm kiếp khác nhau. Nhưng khi mà mình có được ba năng lực giới học, đạo học và thiền học đó, thì ta sẽ thành công trong các vai trò Phật sự được giao phó, hoặc là tình nguyện hoặc xung phong. Niềm vui trong các Phật sự đó sẽ giúp cho chúng ta trung thành với lý tưởng Phật pháp và giữ mình lâu dài trong Phật học. Người xuất gia mà không có lý tưởng đó, chỉ cần một ngọn gió của danh vọng, cạm bẫy của khoái lạc giác quan là rất đài. Cho nên phải suy nghĩ, đặt lên một bàn cân. Khi chúng ta làm các Phật sự thì các giá trị mà mình đóng góp được đó, là quá lớn. Đang khi đó, những thứ mà chúng ta quay trở về đời đó thì là quá ít. Thì không ai dạy gì mà đi bỏ cái mình đã được thành tựu và bắt đầu lại con số 0. Phải nghĩ đến cái việc này để chúng ta mới làm đạo được bền. Do đó sau khi học xong mà không làm việc gì hết đó là một uổng ích. Dĩ nhiên là việc làm đó, nó có giới hạn, đòi hỏi đến tính sáng tạo, tính năng động, tính tinh tấn, tính phụng sự. Không phát xuất bằng tinh thần như thế thì chúng ta không đóng góp gì được cho ai hết. Cho nên ráng mà làm, phải tập sự, phải tìm việc mà làm. Khi mới về vào năm 2002, mặc dù đã có được bằng tiến sĩ triết học, thầy vẫn không có chỗ để thuyết giảng, bởi vì giảng đường đã có các giảng sư có sẵn rồi, mà chờ một nhiệm kỳ phải mất trung bình là 5 năm. Lúc đó mình nghĩ là tôi có vai trò này, học vị kia, tôi phải được giáo hội ưu ái, đó là sai lầm lớn. Vì đó phải tìm việc mà làm. Thầy đã nghĩ đến việc ra chùa Xá Lợi xin hòa thượng Thích Hiển Tu, nay ngài đã được 92 tuổi, để xin giảng thử. Hòa thượng nói là nếu ông giảng được đó thì cho giảng luôn, còn bằng không á thì chỉ thuyết giảng vài buổi thôi, không tự ái, không buồn, rồi tìm thấy đó như một cái cơ hội quý để mình làm việc rồi. Sau đó thì thầy gặp Hòa thượng Thiện Nhân, lúc đó là phó thường trực của trường cao đẳng Vĩnh Nghiêm, để xin được giảng dạy. Thì Hòa thượng phải nhường cái môn dạy của Hòa thượng lại cho thầy, bởi vì tất cả các vị giảng sư đã yên vị hết rồi, chỗ đâu vào. Cho nên đừng chờ cơ hội đến mới làm, mà mình phải biết năng động để tạo ra cơ hội. Cái gì giúp cho chúng ta làm việc đó? Kiến thức. Do đó chư ni đó phải nỗ lực vượt qua những cái giới hạn rụt rè, e lệ, để tìm các việc mà làm. Khi làm phó kiêm thư ký của Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, thầy đến vận động chùa Dược Sư, chùa Từ Nghiêm và Tịnh Xá Ngọc Phương, chùa Quy Lâm và một số các chùa ni khác nơi có ni chúng tu học nhiều. Chỉ có chùa Dược Sư, chùa Từ Nghiêm, Tịnh Xá Ngọc Phương chấp nhận mở giảng đường do chư ni chịu trách nhiệm thôi.
rất khó thuyết phục các sư bà. Thì vì nào giờ đó cứ dè dặt riết rồi, cho nên nó mất đi cái lòng nhiệt huyết, và nó mất đi cái năng động để nhập thế. Và ba giảng đường đó lúc đầu các sư bà vẫn muốn là thỉnh mời các thầy về, thì thầy mới lý luận á, nếu mà tăng chúng về đây để thuyết giảng thì đâu có cần thỉnh quý sư bà làm gì, vì các chùa khác là có quá nhiều rồi. Cho nên mong quý sư bà cho các sư cô, các ni sư thuyết giảng để cho các vị đó mạnh dạn trong vấn đề nhập thế độ sinh, chứ bằng không đề tu của người ni đó rất là thiệt thòi, suốt ngày phải làm các việc vặt vãnh ở trong các chùa theo phân công để trải nghiệm chánh niệm rồi rũ bỏ cái tôi, nhưng mà phụng sự cho xã hội thì quá ít các ni sư và sư cô làm thành công. Cho nên ta phải nuôi dưỡng các lý trí, lý tưởng, để khi mình có những vai trò lãnh đạo trong các chùa đó thì mình cách tăng, làm cho chư ni có được vai trò đóng góp thì Phật giáo mới hưng thịnh được. Hiện nay đó thì hầu như chỉ có chư tăng làm Phật sự đó. Thì bây giờ mình ngồi mình than giảng, giáo hội chưa quan tâm, các ban đại diện, ban trị sự chưa để ý, đó là biện hộ thôi. Giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch sách không ai cấm chúng ta. Và luật xuất bản ngày nay rất thoáng, đó là điều mà chúng ta cần phải đầu tư làm. Còn nhập thế cho các hoạt động Phật sự khác như mỹ thuật, kiến trúc, hội họa, tư pháp, từ thiện, xã hội, vân vân, là điều ta có thể tham gia được ở một phạm vi nhất định nào đó. Nên theo thầy đó, mỗi tu sĩ phải là một bác sĩ tâm linh. Thiền sư Nhất Hạnh thì thích dùng từ là kỹ sư tâm hồn. Và cái quy chuẩn của thiền sư đặt ra đó, sau 4 năm đào luyện phải trở thành một kỹ sư. Nó giống như chương trình học cử nhân bên ngoài đời vậy đó. Thì trước nhất mỗi một tu sĩ đó phải lột xác được chính mình về phương diện nhận thức, về thói quen, về lối sống, về đức hạnh. Nếu chúng ta tự nỗ lực tốt, chúng ta sẽ làm được việc này. Nhưng muốn như thế thì phải có tinh thần hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ kỳ vọng vào các bậc thầy của mình thì chúng ta đến lúc không được. Các vị thầy nào mà dấn thân cho giáo hội nhiều, phụng sự nhiều đó, thì ít có thời gian lo cho học trò. Và thầy là một trong những người như thế. Cho nên làm đệ tử thầy thì phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà cũng may mắn là thầy để lại hàng ngàn các băng giảng, vài chục quyển sách và xuất bản hàng trăm quyển sách của các tác giả khác. Cho nên đó, nếu chưa có học đó, chúng ta vẫn có thể nắm bắt được những điều cần biết để làm đạo về sau. Và chủ trương của thầy là cho học từ lúc mới xuất gia, nhưng mà thọ giới thì hơi muộn. Thọ giới muộn là để chúng ta bền bỉ trong vấn đề tu hơn, ít ỷ lại. Cái thời làm công quả và làm sa di, sa di ni, thức so ma ni, nếu đi đúng chánh đạo đó là tu tốt nhất, vì nền tinh tấn trong giai đoạn đó là rất lớn. Chúng ta có chí nguyện, yêu cầu cái gì chúng ta cũng vượt qua, không có ngại khó. Khi mà thọ giới cụ túc rồi đó, nhiều người ỷ lại, bắt đầu sự tinh tấn bị chùn bước, con đường dấn thân nhập thế đó sẽ giảm từ từ. Chủ trương của thầy là các tu sĩ là không nên vì lợi ích nhóm, mà ngôn ngữ dân gian thường gọi là dùng miền, tức là phân biệt đối xử. Tiếp nhận được điều này đó, một phần trực tiếp là từ sư ông, tức là sư phụ của thầy. Chùa Giác Ngộ trong những năm tháng khó khăn nhất của giai đoạn lịch sử sau năm 75 lại có được cơ hội hội tụ 30-40 các vị xuất gia đến từ ba miền, không hề có một phân biệt gì hết. Đọc vào kinh Đức Phật dạy đó, các vị xuất gia xuất thân từ 4 giai cấp, nhưng mà khi vào trong đạo Sa Môn Thích Tử đó thì cũng giống như sông Hằng, sông Yamuna và các sông lớn khác hòa nhập với biển cả, chỉ còn một vị mặn thôi.
của nước bạn. Đó là nền tảng minh triết của Đức Phật rất sâu sắc. Cho nên các bậc thầy mà đi đúng đường, nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tinh thần huynh đệ, nghĩa đồng môn, không phân biệt, dùng miệt, ý thức hệ, cộng đồng hay là lễ nhóm, thì chúng ta mới có thể phụng sự cho Phật giáo và dân tộc được. Dù sao thì thầy vẫn phải lưu tâm á, những huynh đệ nào xuất thân từ miền Nam đó thì có tính cách hơi lè phè, làm qua lo chiếu lệ, ít có cái tinh thần cần cù tinh tấn, và do vậy yếu về lý tưởng. Cho nên nên học ở các thầy miền Trung và miền Bắc để chúng ta khắc phục cái yếu kém này. Nhưng bù lại đó thì các huynh đệ miền Nam á, thì hiền lành hài hòa, thì các miền khác cũng nên học cái tính cách này để chúng ta đóng góp Phật sự được tốt hơn. Tức là chúng ta học lẫn nhau. Hiện nay thì lợi ích nhóm đã có mặt ở trong các giáo hội. Vì đó một điều đáng buồn. Phải làm sao vượt qua được các cái giới hạn giống như ngoài đời để chúng ta mới gánh vác Phật sự chung được và làm lớn các Phật sự được. Do đó các tu sĩ mỗi ngày đó phải có tối thiểu 2 tiếng để đọc sách Phật và kinh Phật. Đọc Đại Tạng Kinh không dưới 20 lần. Sau khi xuất gia gần 30 năm mà thầy vẫn phải mỗi ngày đọc kinh để nghiền ngẫm những lời dạy của Đức Phật, chứ không đọc quên. Người ta không biết, người ta cứ nói rằng là thầy là thần đồng, có được bộ nhớ đặc biệt. Thực ra bộ nhớ thì rất kém, kém hơn nhiều người bạn đồng tu và đồng học cùng lứa tuổi trước hoặc là sau. Nhưng vì mình biết cần cù thôi, cho nên các hạt giống đó nó được tái lập đi lập lại, đến lúc nào đó đó nó không thể quên được nữa. Còn các anh em trẻ ngày nay thì có bộ nhớ tốt thì nên phát huy như là một sở trường. Do đó làm tu sĩ thì chúng ta phải nhớ đến việc độ sinh. Chứ nếu đi vào chùa để có được cái những giờ phút yên lặng, khỏi bận rộn, khỏi bon chen, khỏi làm việc gì hết á, thì quá uổng đi. Thà làm tại gia tốt hơn, ta vẫn có thể tự tu được, rồi sống bằng đồng lương, có tiền bạc ta có thể làm các việc từ thiện theo ý muốn của mình. Nên tu sĩ mà không làm Phật sự là sai lầm về phương pháp luận à. Và khi mình làm Phật sự bằng tinh thần dấn thân á, thì phước được tăng trưởng theo năm tháng, thì các nghiệp nó sẽ được giảm đi. Cho nên đôi lúc làm Phật sự nhiều mà nó vẫn khỏe là vậy đó. Chuyển nghiệp nó diễn ra từ các động tác Phật sự. Nên cố gắng xung phong mà làm đúng vai trò, làm đúng tình huống, thì chúng ta sẽ có nhiều đóng góp lớn và tu mới bền. Phần thứ năm là cư sĩ Phật tử. Theo thầy đó, mỗi một cư sĩ Phật tử phải là Phật tử đích thực, hiểu Phật, học Phật và tu Phật. Gần như đại đa số Phật tử chúng ta không thuộc về ba môn tiếp vừa nêu. Họ mới chỉ dừng lại ở góc độ tín ngưỡng thôi. Đó là cái lỗi rất lớn của giáo hội, của các chùa, của các tăng ni chúng ta. Thì thường quan niệm thế này, các Phật tử đó giống như là các cái bánh mà các chùa qua các pháp môn và các tu sĩ là những cái khuôn. Những năm tháng đầu tiên mà họ tìm đến đạo Phật á, được nắng tạo bởi một cái khuôn gì thì họ sẽ trở thành cái bánh loại khuôn đó. Nếu đến với đạo Phật qua pháp môn thiền thì họ sẽ trở thành là các thiền sinh. Nếu đến với đạo Phật qua Tịnh độ tông á, thì họ trở thành là tín ngưỡng. Nếu qua mật tông đó thì họ có trở nên rất mê tín vào các phép màu và sự thay đổi hoài nhân quả.
Nếu vào chùa học Phật mà họ tiếp nhận được tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, trung quán, trí tuệ và các năng lực tâm linh khác, thì về sau này chúng ta đỡ phải nhọc nhằn điều chỉnh mê tín dị đoan và những nỗi sợ hãi khủng bố do mê tín dị đoan mà có. Cho nên á, phải làm sao huấn luyện cho các Phật tử trở thành là Phật tử chuẩn từ những năm tháng đầu. Muốn như thế thì chúng ta cần phải xuất bản sách, băng đĩa, phổ biến miễn phí và phát hành cho những người có điều kiện tài chính, và khích lệ họ phải siêng năng về việc tu học Phật. Thì mô hình là Phật tử tại gia theo thầy thì gồm có 3 nhóm cần phải được sạch sòi. Thứ nhất là nhóm trung niên và lão niên. Những nhóm này đó chỉ tu hướng nội tại, sau khi đã trải qua các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại đó, thì pháp môn hành trì đó sẽ là cái mà họ quan hoài nhiều nhất. Từ lúc họ không bận tâm đến việc thuyết giảng, không bận tâm đến các văn hóa nghệ thuật Phật giáo làm gì. Và hầu như là giáo hội chúng ta chỉ mới đang quan tâm đến loại thứ nhất này thôi. Ta phải thừa nhận một sự thật đó, là giàu trở thành Phật tử đi nữa thì thói quen bởi phong tục, tập quán, sợ hãi và các cái hình thái si mê, thiếu chánh kiến đó, vẫn đang còn đè nặng trong kho tàng tâm thức A-lại-da. Chứ đâu phải một vài tháng, một vài năm mà tẩy được các hạt giống đó. Cho nên khi họ vào làm Phật tử rồi thì cái mê tín vẫn tiếp tục diễn ra. Và nếu họ tu học dưới sự hướng dẫn không phải một thầy có chánh tín thì gần như là có Phật tử đó cũng giống như không. Còn các Phật tử chánh tín là họ dấn thân làm Phật sự từ thiện với các thầy tu và chịu sự hướng dẫn tâm linh của các thầy tu. Phật giáo hòa hảo là một hình thái cực đoan, tức là không thừa nhận vai trò của tăng bảo. Do chứng kiến một số hiện tượng cá lẻ ở miền Nam, các thầy tu có gia đình, rồi uống rượu, ăn mặn, không làm Phật sự, tụng kinh Đám Ma thì ăn tiền quá cao, nên làm cho họ mất niềm tin và bị khủng hoảng niềm tin. Nhưng đừng vì thế mà đánh đồng tất cả các tu sĩ còn lại với một thiểu số đó. Tôn giáo nào cũng phải có 3 yếu tố: người sáng tạo, người sáng lập tôn giáo, tức là giáo chủ, những lời dạy của vị giáo chủ đó tức giáo lý, và những người tu sĩ, giáo sĩ trực tiếp truyền bá giáo lý đó để cho quần chúng tu học có bài bản. Riêng nhóm Phật giáo hòa hảo là bỏ cái vế thứ ba này, và đó là một thiệt thòi lớn cho Phật tử hòa hảo. Vì không có tăng hướng dẫn cho nên các cư sĩ Phật tử có những giới hạn về tri thức, về hành trì, về đạo đức, về tâm linh. Cho nên họ chỉ hướng dẫn kinh A-di-đà, kinh Pháp Bảo Đàn, rồi niệm Phật, làm từ thiện, ăn chay hết. Ai muốn vượt lên trên thì hầu như phải đến với đạo Phật gốc thôi. Cho nên chúng tôi rất kính mong các Phật tử cư sĩ nằm trong các ban trị sự, các phường xã, các quận huyện, các tỉnh thành và các trung ương, và các Phật tử thuần thành của Phật giáo hòa hảo hãy trở về với đạo Phật gốc, tức là thừa nhận có tăng bảo. Nhóm Phật tử thứ hai là Phật tử thanh niên, gần như là chúng ta bỏ ngỏ từ năm 1951 khi Hội Liên hội Phật tử được thành lập tại Colombo, Tích Lan. Thì tiếng nói của Phật tử trí thức và trẻ nó bắt đầu có mặt. Sau vài năm á, thì tổng hội này đã lập ra Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử Thế giới. Và ngày nay đó, trụ sở chính và thường trực nằm ở tại Bangkok, hoạt động rất mạnh. Đi trước Hội Liên hữu Phật tử Thế giới tại miền Trung
đã có gia đình Phật Quá Phổ vào năm 1948. Đến năm 1951 thì chúng ta chính thức sử dụng danh xưng gia đình Phật tử để đáp ứng cho giới thanh niên Phật giáo đến với đạo Phật, làm cái Phật sự, tham gia cải tạo gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Và đây là mô hình đặc hữu của Phật giáo Việt Nam, có trước giai đoạn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và phát triển rất mạnh trong giai đoạn giáo hội này. Ngày nay đó thì sau mấy chục năm tồn tại, gia đình Phật tử vẫn phát triển mạnh ở miền Trung thôi, nơi nó xuất phát, và đang lan tỏa ở miền Nam, hoàn toàn không có chỗ đứng ở miền Bắc vì những giới hạn nhất định của đó. Vai trò của tu sĩ trở nên là cố vấn giáo hạnh thôi, đang khi đó các tu sĩ phải là người hướng dẫn tâm linh, hướng dẫn giáo dục. Từ những cái giới hạn đó không thay đổi mà rất nhiều chùa, nhiều tăng ni mặc dầu không mạnh dạn nói ra, không thể ủng hộ các huynh trưởng gia đình Phật tử được, vì họ sợ một hình thái thứ hai của Phật giáo hòa hảo, không thừa nhận, không hợp tác với tăng bảo. Dĩ nhiên không phải gia đình Phật tử nào cũng rơi vào cái cực đoan đó. Hiện tại trong nước thì có hai mô hình gia đình Phật tử thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam. Họ không hợp tác nhau, thỉnh thoảng chuyển nhau. Ở hải ngoại đó thì chỉ có mô hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với gia đình Phật tử của giáo hội này phát triển mạnh thôi. Trong vòng mấy năm qua đó thì qua hình thái của câu lạc bộ Hoàng Pháp Trẻ và được nâng lên thành liên đoàn thanh niên Phật giáo toàn quốc, nhưng ngay cái thời điểm nó ra đời cũng là thời điểm nó được kết liễu. Đó là một điều đáng buồn. Mặc dù thế, cái mô hình sinh hoạt thanh thiếu niên đó đã được nhân rộng ở các tỉnh thành, ngay cả các tỉnh miền Bắc, chẳng hạn như là tỉnh Lạng Sơn. Thầy Quảng Triền mới tuổi 30 thôi, sinh hoạt với trẻ thanh niên á, mỗi một lần đó là không dưới 3.000 người. Và nhiều tỉnh thành khác đang từng bước sử dụng mô hình này. Có lẽ là một số vị lãnh đạo không tự tin khi giao cho thầy làm công việc đó, nhưng mà mô hình đó là được chấp nhận và ngày nay được liệt vào sinh hoạt của ban hướng dẫn Phật tử, một trong các ban ngành chính của giáo hội, và nó được sự quản lý và điều phối của các vị lãnh đạo gia đình Phật tử. Đâu Âu cũng là một điều đáng mừng. Thì để cho cái giới trẻ đến với Phật giáo đó thì chúng ta cần phải làm các hình thái Phật giáo hấp dẫn. Và phát xuất từ điểm này đó thì trong vòng 11 năm qua đó, thầy đã nỗ lực làm biên tập và xuất bản gần 100 đĩa nhạc, bao gồm tăng nhạc, cổ nhạc và khoảng 60 đĩa ngâm thơ Phật giáo. Mặc dù hiệu quả vẫn chưa cao lắm, nhưng nó là một trong những cái nhịp cầu để giúp cho giới trẻ đến với đạo Phật. Cho nên sinh hoạt tu học của giới trẻ đó, đó đừng nên gắt củ kiệu tụng kinh như là người lớn tuổi, vì cái khuynh hướng tâm lý và lối sống là hoàn toàn khác nhau. Cho nên cũng không cần phải hướng dẫn cho giới trẻ đó một đạo Phật tịnh độ, chết dẫn sanh Tây Phương, mà hãy hướng dẫn một đạo Phật nhập thế cho họ, thì chúng ta sẽ sử dụng được tâm huyết và công sức của họ cho mấy chục năm còn lại trên cõi đời này. Sắp tới khi chùa Giác Ngộ được trùng tu hoàn tất á, thì mỗi tuần á, sẽ có một cái khóa lễ dành riêng cho giới trẻ, không có người lớn tuổi, và sử dụng nhạc lễ hóa để thay thế cho các nghi thức tụng kinh bằng tiếng chuông, tiếng mõ vốn rất trầm buồn và đi vào đời sống nội tâm. Còn nhạc đó là nó hướng ra bên ngoài nhiều hơn, thì phù hợp với giới trẻ lạc quan, năng động, thậm chí là lý tưởng và hơi chủ quan. Các bài kinh mà giới trẻ tụng nó cũng phải khác với những bài kinh nghi thức được Trung Quốc soạn mà Việt Nam phiên dịch ngày nay, để chọn đúng cái gu của họ thì họ mới cảm thấy đạo Phật là gần gũi với cuộc sống. Những bài kinh thiện sinh, hiền nhân,
phước đức, từ bi, vô ngã, tứ diệu đế và nhiều bài kinh khác rất thích hợp cho họ, cần phải được họ đọc tụng. Nhóm thứ ba là nhóm vị thành niên. Thì theo thầy đó, tuổi trẻ ngày nay nó thông minh hơn các thế hệ đi trước đến khoảng trung bình là 4 tuổi, do thay đổi vượt bậc của thời đại kỹ thuật số, cho nên tuổi cập kê đó đã diễn ra sớm hơn, các phát triển tâm sinh lý đã thay đổi nhiều hơn. Do đó khoảng 5 tuổi là ta nên khích lệ các bậc cha mẹ, các huynh trưởng gia đình Phật tử và các Phật tử thanh niên dẫn con em của mình đến chùa làm lễ quy y. Đừng sợ ở tuổi đó chúng không hiểu được gì. Đó là cái tuổi dễ tiếp nhận nhất. Và cái gì tiếp nhận ở cái tuổi 5-6 sẽ trở thành là không thể quên được trong suốt một đời người. Các tôn giáo khác nhồi sọ tính điều ở giai đoạn đó. Armstrong, phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Động tác đầu tiên mà ông làm đó là tạo ra cái dấu thập giá để tạ ơn Chúa vì sự sống còn. Là một khoa học gia, Armstrong như biết là Thượng Đế không có thật. Vũ trụ không được Thượng Đế tạo ra, mà vũ trụ là do sự vận hành duyên khởi như Đức Phật đã nói. Như vậy được nhồi sọ từ nhỏ, ăn xì cũng cảm ơn Chúa, ăn cơm cũng cảm ơn Chúa, đi ngủ cũng cảm ơn Chúa, thức cũng cảm ơn Chúa, khi còn sống và có sự nghiệp là cảm ơn Chúa. Cho nên lớn lên giàu có trình độ cỡ nào đi nữa, khó mà chuyển được cái nhận thức ban đầu ra. Giáo dục mẫu giáo bao giờ cũng quan trọng hơn. Cho nên cần phải đầu tư với trẻ này. Là nếu như ta độ được một thiếu nhi trở thành Phật tử thuần thành thì ta sẽ độ luôn cả một gia đình, vì các cháu ấy về nhà sẽ hiếu kính với cha mẹ, sống hài hòa với những người thân, không dựa dẫm, có tinh thần tự lập, năng động, sáng tạo, thông minh và thành đạt. Thì tự động cha mẹ sẽ cảm kích về những giá trị đó. Cho nên muốn như vậy đó thì chúng ta phải có nhiều chùa có chức năng đào tạo mẫu giáo. Nhớ là đừng có làm miễn phí, vì người ta không đánh giá cao. Mô hình mẫu giáo hiện nay đó, Ni sư Huệ Từ ở chùa Giác Tâm đó, là đi đầu. Và học phí dành cho các cháu mẫu giáo này đó thì rẻ hơn các trường mẫu giáo tiên tiến tại Sài Gòn, trung bình đó là 300.000. Nhưng mà chất lượng đào tạo, thực phẩm ăn và huấn luyện đó là ngang bằng cho đến hơn. Rất tiếc là chùa Giác Tâm nhỏ, giống như là chùa Giác Ngộ thôi, cho nên sức chứa theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ được khoảng 400 cháu thôi. Chứ nếu như chùa Giác Tâm mà có 30 mẫu, 300 mẫu thì số lượng các cháu mẫu giáo đến sẽ tăng theo tỷ lệ thuận. Và kết quả đó, ngoài cái việc gặt hái được từ kinh tế giáo dục, một loại kinh tế rất là cao thượng, thì chùa Giác Tâm còn có cơ hội độ được rất nhiều gia đình Phật tử qua việc nuôi dưỡng các lớp mẫu giáo. Là các sư cô với thiên tính là mẹ khi còn là tại gia vào trở thành là thầy giáo cho các cháu mẫu giáo rất là tốt. Các sư cô ăn chay trường thì đâu có cắt xén khẩu phần thực phẩm mặn của các cháu được, cho nên các cháu sẽ ăn đủ chuẩn, lớn phát triển thật nhanh, đạo đức nhân cách được tăng trưởng theo năm tháng. Cho nên đây là mô hình mà nếu Phật giáo Việt Nam và Phật giáo trên toàn cầu bỏ rơi thì trong tương lai chúng ta sẽ nhường chỗ này lại cho các tôn giáo khác. Công giáo có vài trăm ngàn, khoảng gần 1 triệu trường mẫu giáo trên toàn cầu, tiêu chuẩn cao cấp, cấp trường nào cũng có hết. Riêng các giáo hội Phật giáo chúng ta vì thiếu giới tri thức và thiếu phối kết giữa giới tri thức với giới kinh doanh là Phật tử, cho nên chúng ta không đầu tư
phong trào phục hưng Phật giáo vào những thập niên 30, 40 của thế kỷ 20 đã làm cho Phật giáo Việt Nam có được 137 trường trung học Bồ Đề và mẫu giáo. Ngày nay đó chúng ta có chưa được đầu ngón tay trường mẫu giáo, và Long An là tỉnh nghèo nhất nhì nước lại có được cái trường trung học Bồ Đề đầu tiên được chính quyền chính thức thừa nhận vào năm 2011. Do đó cần phải quan tâm đến với vị thành niên. Nếu như thế thì chương trình giáo dục chúng ta phải ăn khớp với sách giáo khoa, để cho các cháu không có cảm giác là học thêm một chương trình mới mà các bậc cha mẹ sẽ nghĩ rằng là không cần thiết hoặc chưa cần thiết vì sợ mất thời giờ hoặc là gây áp lực cho các cháu. Như vậy bằng cách này đó thì từ thuở nhỏ chúng ta đã có các Phật tử chuẩn rồi, thì lớn lên đó thì họ sẽ gắn bó với chùa chiền. Lúc ấy chùa mới chính thức trở thành là che chở hồn dân tộc, nó trở thành là một cái nếp truyền thống văn hóa lâu đời. Các nước Phật giáo Nam Tông vẫn còn giữ trung thành mô hình này. Cho nên muốn ăn học lên đây đến chốn là phải vào chùa để học đó. Thái Lan là quốc gia điển hình về mô hình này trong nhiều thế kỷ qua, mà Phật giáo Đại Thừa phải bắt chước học hỏi, mà không sẽ bị lạc hậu. Nói tóm lại, đạo Phật của thầy đó là một loại đạo Phật dựa vào Đức Phật Thích Ca lịch sử làm chuẩn, và lấy cái mô hình hoằng pháp của ngài trong suốt 45 năm hoằng hóa đó để chúng ta noi gương học hỏi. Mặc dầu bị gắn ghép là phê phán, tấn công các vị tổ sư, nhưng thầy không hề có dụng ý đó. Cái công việc của thầy đó là mong cho tất cả các huynh đệ phân định được đâu là đạo Phật gốc và đâu là đạo Phật tổ sư. Giữa tổ và Phật có một khoảng cách rất lớn, và Đức Phật đó là vượt tội hơn các tổ. Các bậc thầy có nhiều đóng góp cho Phật sự tu tập tốt, sau khi chết 100-200 năm được liệt vào tổ hết, nhưng khi còn sống vẫn là phàm tăng mà, và đang trên con đường để hướng đến giác ngộ thôi chứ giác ngộ đâu. Cho nên á, thay vì chúng ta tiếp nhận một đạo Phật qua trung gian của Trung Quốc, thì tại sao chúng ta không tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Đức Phật lịch sử, mà ngày nay có phải trở thành đường tăng như ngài Huyền Trang mới có thể đọc được kinh Phật trực tiếp đâu? Kinh đã được dịch, phổ biến dưới hình thức sách và âm thanh hóa rồi. Vấn đề là chúng ta phải có ý thức và trách nhiệm để học. Đi tu mà không chịu học thì hãy ra đời. Và bởi vì người ta sẽ tưởng mình là người tu tốt, hỏi tới là mình không biết gì để hướng dẫn, cuối cùng ta truyền bá mê tín thôi. Thì cái hậu quả về cộng nghiệp là điều mà chúng ta không thể phủ định. Câu chuyện một vị giảng sư trở thành lão già hồ 500 năm hoặc 500 kiếp, mặc dù chỉ là một giả sử của Trung Quốc, nhưng có ý nghĩa rất lớn về vai trò của một vị tu sĩ trong vấn đề giảng kinh thuyết pháp. Nói bậy ta phải chịu hậu quả nhân quả rất lớn. Chủ yếu như các bác sĩ lỡ mà làm cho bệnh nhân chết người phải ngồi tù, không thể đổ thừa nữa. Hôm nay là buổi đầu tiên thầy nói hơi dài, nhằm để giới thiệu một cách bao quát về đạo Phật qua lăng kính của tôi, và rất mong các huynh đệ làm đạo theo mô hình này. Thì thường bên ngoài ta nói con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, con vua thì lại làm vua, con sải thì đừng nên ở chùa quét lá đa, cái đó chuyện quá thấp kém, quá thường. Làm đệ tử của các vị xuất gia thì phải trở thành các vị giảng sư, các vị làm Phật sự dấn thân nhập thế. Nho giáo thường tấn công chúng ta bằng nhiều cách, mà nhất là văn học. Họ nhồi nhét một vài câu tưởng chừng như là
vô thưởng vô phạt, nhưng lại hại đạo Phật chúng ta rất nhiều thứ. Con sải ở chùa thì quét lá đa là một câu phá Phật giáo, một câu tương tự ở miền Bắc đó, già vui chùa, trẻ vui nhà, đó là cách làm cho Phật giáo mạt rịp. Vì giới trẻ không đến đạo Phật thì Phật giáo phục vụ cho ai? Ở tuổi già tiếp nhận được Phật rồi, tu vài năm chết mất tiêu, rồi cái nghiệp cũ, thói quen cũ không đấy chưa chắc mà vượt qua được. Cho nên là phải làm sao giải tỏa được các ngộ nhận đó về phương diện văn học. Cho nên là cố gắng làm sao góp phần cùng với thầy tạo ra một đạo Phật ít nhất là gần vế hay là tiệm cận vế đạo Phật gốc. Mà từ thì sư nhất hạnh dùng ngày nay đó là đạo Phật nguyên chất, nó sâu hơn hay hơn là đạo Phật nguyên thủy. Nguyên thủy là cái thời kỳ bắt đầu, nó nói về thời gian đó. Còn đạo Phật nguyên chất là nó nói về bản chất. Thì khi đi mô hình này thì chúng ta phải chấp nhận búa rìu dư luận. Một trong những búa rìu đó là lúc đó ác ý là như thế này: ông ấy hay là các tu sĩ ấy muốn làm tổ cho nên không thèm học tổ, hoặc là tấn công tổ, phỉ báng tổ. Ai dám cả gan làm thế? Vấn đề là chúng ta để cho Đức Phật á chói sáng hơn. Các tổ là những thế hệ đi trước có cái công lao soi sáng, những gì chủ trương của các ngài còn phù hợp với hiện đại thì chúng ta áp dụng theo, mà không chúng ta có thể tìm những cái cách thức làm đạo mới để cho đạo Phật được chói sáng và không phụ công ơn của Đức Phật. Rồi theo thầy là đạo Phật Trung Quốc, ngoài những cái đóng góp tích cực cũng có những vấn nạn nhất định của nó, không tạo ra được cái hình thái năng động, nhập thế, dấn thân, phụng sự. Bắt đầu những buổi sau đó thì thầy sẽ giới hạn cái phần thuyết trình trong vòng một tiếng nè, và tiếng còn lại là dành cho vấn đáp, tức là mỗi một kỳ chúng ta sinh hoạt 2 tiếng. Để làm được công việc vấn đáp được tốt đó thì các huynh đệ hãy soạn sẵn những câu hỏi và chọn những câu hỏi thật hay, có giá trị, càng có nhiều góc cạnh thì càng tốt. Thì việc chia sẻ những câu hỏi như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta mở ra rất nhiều các vấn đề. Thì để cho buổi học nó được tốt nữa đó thì các huynh đệ có thể mời các bạn đồng học của mình, ai có cái chí quyền chung đó thì có thể đến đây để học. Trong thời gian qua đó thì thầy muốn các huynh đệ là tự ý thức để nghe băng giảng của thầy, nhưng mà xem ra là việc đó không hiệu quả lắm. Do vậy dầu bận thì cũng phải cố gắng mỗi tuần á có được 1-2 giờ ngồi chung với nhau, rồi nhắc nhở nhau về những chuyện Phật pháp, Phật sự, Phật học nói chung. Thì sư Dứt Hạnh thì chọn giải pháp á, mỗi đâu có một khóa tu á, thì cả thầy lẫn trò cùng làm. Đến cái thời giảng trong các khóa tu thì tất cả các đệ tử xuất gia dù là giáo thọ rồi cũng phải lên ngồi nghe. Nhờ vậy đó, chỉ tham gia khóa tu khoảng chừng 3 năm, kiến thức Phật pháp ứng dụng đó đã nắm nằm lòng rồi, rất vững. Ít nhiều gì nó có một cái khoảng cách giữa nền Phật học trên trường lớp với nền Phật học ứng dụng. Nền Phật học trường lớp thì đào sâu vào vấn đề nghiên cứu văn bản học, các học thuyết, các khái niệm, so sánh đối chiếu. Đạo Phật ứng dụng đó thì triển khai làm sao cho nó gắn kết với cuộc đời. Để làm đạo Phật ứng dụng tốt đó, thì giới tu sĩ phải có một đạo Phật tri thức tốt, tức là đạo Phật trường lớp tốt. Cho nên đừng nên nghĩ rằng là có một số bản luận, bản kinh đó, học xong rồi không biết ứng dụng ở đâu. Tại vì trình độ mình kém thì mình không ứng dụng được thôi. Không hiểu sâu thì không ứng dụng tốt được.
Sau này khi mình làm đạo á, thì đừng nên truyền bá một đạo Phật kinh viện, mà hãy truyền bá một đạo Phật ứng dụng. Ứng dụng thì phải lấy các dữ liệu đời sống thực tiễn để minh họa. Và khi mà người nghe tiếp nhận được các dữ liệu mà họ đang sống á, thì họ sẽ hiểu được Phật một cách rõ ràng hơn ra. Cho nên phải nhớ điều này. Chứ còn mình học trên trường lớp với chương trình cử nhân cao đẳng hồng sao thì ra hướng dẫn Phật tử vậy là thua liền 100%. Học chừng thời gian là ta bỏ lớp hết. Ngày nay thì các sách đạo Phật ứng dụng nó có quá nhiều. Các sách học làm người ở phương Tây có quá nhiều, mà phần lớn là họ nghiên cứu từ đạo Phật, thì viết ra những cái câu chuyện nhỏ, những tiểu luận nhỏ mà giá trị giáo dục, nhân bản và nhân đạo rất cao. Cho nên để làm một giảng sư theo thầy là không khó. Chỉ cần trải qua lớp cao đẳng Phật trở lên hay là trung cấp giảng sư thôi, đọc vào những sách học làm người đó, cứ mỗi một bài giảng trung bình 60 phút, ta tuyển chọn khoảng chừng 5 câu chuyện có giá trị thôi để minh họa cho những ý tưởng chính, và còn lại chúng ta giải thích về Phật giáo là người nghe mê tích cù lì rồi. Và để làm được Phật sự giảng kinh thuyết pháp tốt, chỉ làm công việc đó thôi là thành công. Cho nên là đừng có nghĩ rằng việc thuyết pháp giảng kinh là chuyện gì quá khó. Không có khó như chúng ta đã nghĩ. Vấn đề là hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu chuẩn thì tự động chúng ta sáng tạo. Giống như cơm, bột, các loại ngũ cốc, rau, quả, củ khắp thế giới này là gần giống nhau. Nhưng mà chúng ta đã có hàng trăm triệu các món ăn được làm bởi các cộng đồng và các cá nhân khác nhau, là bởi vì tính sáng tạo của họ. Thì Phật pháp cũng vậy, dữ liệu là giống nhau hết. Việc ứng dụng là nó thuộc về cái linh hoạt và sáng tạo của mỗi người thôi. Thì bằng cách thức làm đạo này đó, thì chúng ta sẽ có thêm các tín đồ mới, các Phật tử mới. Và giờ đó thì giúp cho cuộc đời của họ được an vui hạnh phúc hơn. Chúc các huynh đệ sức khỏe được dồi dào, tinh tấn trong tu học để trở thành người hữu dụng trong Phật pháp ở hiện tại cũng như là trong tương lai.